trong ngay ngay ở có thể thấy Dương Quốc Đồ Chơi đã bấm chọn bạn Thảo Nguyên. Thấy đèn của họ đã đổi màu rồi. Bạn Thảo Nguyên có đi học không? Sao mà bạn Thảo Nguyên múa đẹp mà múa hay quá vậy? Tại vì bạn Thảo Nguyên múa đẹp sẵn. Hoàng tử bé ơi, cô Tiên bắt đầu thấy thích Thảo Nguyên rồi đó. Dạ, dạ, bên đây bắt đầu thấy lo sợ rồi đó. Cô Tiên cũng biết được là hoàng tử bé có thể vừa hát vừa nhảy giống như là bạn Thảo Nguyên vậy đó. Vậy thì bây giờ bạn Thảo Nguyên nhảy với lại hoàng tử bé được không? Ý cha. Đa năng quá, đa năng quá. Giờ chọn luôn được không? Bỏ đi, bỏ đi. Không được. Cho tôi nói cái. Bây giờ hai đội này chọn rồi. Thế bây giờ mời bốn người này bước lên, múa thử ai đẹp cũng về đội người đó. Lên lên. Đây đây. Lê Nam. Trời ơi trời. Cố lên. Lê Nam và Lê Hoàng. Có. Dạ. Chú bấm sao con? Chú bấm sao chú Nam? Sao con là sao? Nhưng mà chú cũng muốn con về đội của chú. Rồi bỏ đi, tới đây ta đã bấm trước rồi. Cái gì đâu phải bấm trước là cháu sẽ chọn luôn. Bây giờ mà nhảy đi các chú ơi, đừng tốn ai, nhảy đi. À, thấy ai đẹp thì về người đó nha con. Rồi ai đẹp thì về con. Được rồi. Ủa gì kỳ vậy? Chú đau bụng quá. Trời ơi, con. Ủa rồi, vậy là cô rồi. Thấy. Con đừng đi theo chú Nam. Con theo chú Nam là chú Nam đau bụng thường xuyên luôn á. Con lại nha. Con mà theo chú Nam là nhiều lúc đang tập kịch cái chú Nam bỏ đi giữa chừng vậy đó, không có được đâu. Phải công nhận là bây giờ mình mới thấy giá trị của Thảo Nguyên lúc này nè. Bởi vì có hai Dương Quốc đang rất là mong muốn Thảo Nguyên sẽ cùng đến với Dương Quốc của họ. Hồi nãy lúc mà Thảo Nguyên đang diễn thì đội Dương Quốc Đồ Chơi rất là lo. Bởi vì không biết, bởi vì không thấy con diễn gì hết. Nhưng mà từ lúc cái đoạn mà con đi mà còng thế này, và cái gương mặt biểu cảm con thì biết chắc chắn là con còn rất nhiều tài năng mà còn ẩn giấu. Nên Dương Quốc Đồ Chơi quyết định là sẽ chọn con. Và rõ ràng là nãy là ngoài múa dân gian ra, bạn thấy nhảy hiện đại nữa, biết đâu còn những cái chiêu trò khác, những cái năng khiếu khác nữa thì sao. Bởi vậy là Dương Quốc Đồ Chơi quyết định chọn bà Thảo Nguyên ngay đầu tiên. Chú với lại cô Trâm đây bấm sao là tại sao không biết không? Tại vì chú muốn coi con làm gì nữa, làm thêm gì nữa. Tại chú với cô Trâm cũng nhìn thấy con là cũng có tài năng ở chỗ mà con đi khòm cũng rất là hay. Đó, mà đúng sao rồi. Đâu phải là không chọn đâu. Mình phải nhìn cái chiều sâu để sau này mình Ủa vậy sau này không bấm?
Nói chung thôi thì vậy nè, tặng luôn phần quà thì về đây luôn đi. Không được, không được. Cái này là của con hết. Đây, đó, cầm đi. Nhà chú bán tiệm tạp quá mà nhiều lắm con. Trời ơi. Chú thấy là chú không cần cho con kẹo. Bởi vì chú là Dương Quốc kẹo ngọt, cho nên là chú lấy chú cho con luôn. Trời ơi. Thôi đi. Dạ nguy hiểm quá đi. Hai con này đâu có gì đâu. Và quyết định cuối cùng của Thảo Nguyên đó là Vương Quốc. Đồ chơi. Thằng nhóc, lần sau không có tiền thì đừng có bị đặt đi bừng nợ. Thông cảm cho tụi em nha anh ơi. Bữa nay là happy birthday em mà quýnh em quá vậy anh. Happy birthday. Nhớ mặt tao nha mày. Tào lao, cũng đeo khẩu trang chưa nhớ mặt ổng. Alo. Làm ở đâu? Tao nè. Mày đang ở đâu hả? Bữa nay là ngày sinh nhật tao, mày không ghé chúc mừng sinh nhật tao mày đi đâu hả? Tao xin lỗi, tao kẹt rồi. Mày kẹt hả? Kẹt rồi. Mày kẹt chuyện gia đình hả? Không phải. Là chuyện hàng xóm hả? Không luôn. Là chuyện vợ tao có người ta hả? Không phải. Chứ mày kẹt cái gì? Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ thôi, lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi. Trời ơi, mọi người ơi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cú thằng kia. Anh hùng. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai. Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Hãy đợi tôi. Cố lên. Vậy đi, có sao vậy? Có sao vậy? Hả? Sao vậy? Tao mày xin trực tao mà mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Đây nè, có công chuyện cho bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xào cho bấm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xoài nè. Quết miếng bấm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Không ăn đâu. Thiệt á. Ôi, còn nó chảy nước miếng đấy, thương quá. Tao không có thèm. Tao quên nữa. Thường mấy anh chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhiễu. Vậy có quà khác tặng. Quà gì nữa? Dây thần hả? Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Tự nhiên mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc, rồi mày đem dây thần để làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mày khùng quá. Ây da, giỡn thôi nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ. Cũng được ha. Ừ. Happy birthday. Cảm ơn bạn. Long. Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người, mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó, một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số. Tao gặp một cái ông đó. Ông già, ông lú lẫn rồi. Ông mang cái số vàng này. Và ông nói là trong cái khu rừng đó có rất nhiều, có rất nhiều vàng. Có một cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ có kho báu hết trơn. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi. Đi với tao lấy số vàng đó đi. Mày sẽ được đổi đời. Mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nè kì. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Đây là tốt rồi. Hay mẹ. Đi rồi. Đi.
nhanh lên đi. Cuối cùng tới nơi rồi, tới nơi rồi, tới nơi rồi. Nơi có cái mỏm đá y chang vậy nè, mình đến đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả? Nhưng mà bây giờ thấy tao đói rồi, khát quá. Thôi mày đi vô càng sâu thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi, ráng nhìn chút xíu đi nha, nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi. Cái gì? Tỉnh ra, bình tĩnh đã. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc ở trong cái khu rừng này đó. Qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì đó vậy? Cháu Phi nè. Trời ơi, mặc đồ bình thường vậy là gọi bước lên đứng đâu làm hỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi. Mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Đi nè. Đi. Tôi nói anh nghe, anh mới lên đây đúng không? Mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm. Người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Hang Tu Gai. Bây giờ làm sao gặp hang Tu Gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản bản đồ. Bản đồ đâu ra? Tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hai cô gái này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết. Mà đặc biệt nghe, hai này có một cái khiếm khuyết thôi. Cái gì? Cái gì? Thằng câm, thằng mù. Đi đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ, mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tính tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ. Alo. Ông muốn. Tôi gai đúng không à? Ông muốn tôi gai đúng không? Có gì vậy? Ông muốn tôi gai đúng không? Ông muốn. Anh đi bên tôi ngủ. Anh là của anh. Anh muốn lên cái group mà baby go go go. Dạ dễ sợ. Thiệt. Ai để điện thoại cho con chó nó mất máy vậy? Mày ở không nhất á. Chó nào nghe điện thoại được. Cắm ngồi lại nè. Ô bác. Ô muốn. Anh muốn. Anh muốn. Alo. Hello. Alo. Hello. Alo. Hello. Có người alo kìa. Mày điên hả? Có ai đâu, mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Anh muốn đuổi. Bị cầm hả? Anh muốn kia mù mù. Anh kia bị mù. Mù mù. Đúng rồi. Gì hả? Anh muốn kia mù. Rồi. Anh muốn kia mù còn nát nát không được kia. Đó sẽ xì. Mù mà chính xác quá vậy. Hey, đây nè, qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên Tu Gai hả? Đúng rồi. Tôi là Tu Gai đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. Tôi dẫn đường. Cái này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó. Nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Ủa thiệt kia luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy? Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Tên nó là A Nối. Kỳ ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi, chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới. Đúng cái rồi. Chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà trước kho báo á. Giang ơi. Giời An. Không được. Sao vậy? Không được đi tới cái kho báo đó đâu. Tại sao? Cái kho báo đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà.
Lúc đó hai anh em tôi thấy bà Subi là bì. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Bà đã xin đứa đó có hiểu chưa? Trời ơi, hiểu con ông luôn hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Trong một ngày nọ hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm, ghê lắm. Đây, đây cái gì nè? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm. Ba mù thấy hang tôi thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lộn cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thật sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng rồi. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày rồi, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Thôi không, kho báu không có nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu, vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè. Vàng khắp nơi này? Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Hả? Bởi vì được giam giữ bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân à. Để lấy được đống vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha, hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau, rồi để dính lên tờ lời nguyện này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền để tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Làm đi. Nó xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng, đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày.
being humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to... Ba người đang làm gì vậy? Linh à. Hả? Hôm nay anh làm tất cả mọi chuyện này là vì Linh đó. Linh có biết rằng có nhiều người mất rất sớm, tại vì ông trời quá thương người ta. Còn Linh, Linh vẫn còn tồn tại ở đất nước này là tại vì có một người thương Linh hơn cả ông trời. Người đó chính là tôi. Tôi thích Linh. Hả? Ba người thích Linh luôn hả? Linh, Linh đừng hoang mang và lo sợ, bởi vì quyền quyết định vẫn là của Linh mà. Linh à, Phi có món quà này muốn tặng cho Linh nè. Linh có biết không, Phi suy nghĩ lắm, không biết tặng gì cho Linh. Si mà nghĩ đến Phi bị bí, cho nên Phi tặng Linh bó bông bí nè. Nè, tự nhiên tặng bông bí cho người ta là sao? Thì bí. Ai? Quá, thì bí quá, tặng bông bí, không lẽ bí quá kêu Linh tặng thằng cu tí. Nè, nói bậy bạ gì vậy? Ờ, mà Linh thích không? Ờ, Linh thích lắm. Trời ơi, chắc lần sau tặng bông mắc cỡ. Ê Suy. Hả? Thì có sao không vậy? Té dập mặt sửa mũi luôn rồi. Linh à, hôm nay cuối năm rồi, Khanh cũng muốn có chuyện muốn thổ lộ với Linh. Linh à, thật ra Khánh thương Linh như mẹ. Thằng Phi nó bí, nó tặng bông bí. Khánh là một người đàn ông thanh lịch, Khánh tặng qua tôi. Nè, làm sao? Chứ bây giờ người đàn ông thanh lịch không giờ ông lấy dắt đi. Ê, dắt đi đâu? Đi dùng lại có tiền đâu đi. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Trời đất ơi, lần đầu tiên gặp gái hoang mang quá trời, không cầm thấy khẩu trang, đúng quê quá Phi. Nè, hai người đang bị gì vậy? Té gặp mặt thêm lần nữa chứ chị. Nè, Đức, Đức tặng Linh gì vậy? À, nó tên Đức chắc nó tặng hả? Tặng gì kể nó. Linh à. Đức biết thằng Phi nó bí nên nó tặng Linh bông bí. Còn Đức, Đức, Đức bị bóng hả? Ờ, nó tặng con bóng luôn kìa. Đừng bao giờ đánh giá mọi việc bằng vẻ bề ngoài của nó, mà hãy nhìn vào bên trong đi. Ê, à, chô, chô. Truyền thuyết có kể rằng khi hai người yêu nhau thì thường tặng nhau bông hồng để thổ lộ tình cảm với nhau. Và Đức quyết định tặng cái bông hồng này cho anh Khánh nè. Trời, sao anh bé xỉu vậy? Tại sao vậy? Đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi, mắc cỡ quá à. Mắc, đừng có nhìn. Ờ, nhìn hoài mắc cỡ quá, chắc tôi tàng hình quá. Tàng hình. Ủa, mọi người vẫn thấy tôi hả? Vậy tôi tàng hình cách khác, tôi sẽ tàng hình không thấy mọi người. Tàng hình. Ồ, không thấy rồi nè. Đúc, bị khùng hả? Linh, 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 Linh đừng có hiểu lầm nha. Mấy cái chuyện Đức làm mà Khánh với Phi không có biết. Tại vì cuối năm rồi Khánh với Phi á muốn bài trò này kêu nó nhờ nó làm để thổ lộ với Linh thôi. Đúng rồi, tính tỏ tình giấc cứu chót thôi mà. Cứu chót cái gì? Linh thấy không có vui gì hết trơn á, trời á. Thấy chưa, tôi nói rồi, Linh không có thích mấy cái trời đâu mà bắt tôi giận hoài. Sẵn cái chớn mà đang rớt của mấy ông đó, cái tôi giận cái tôi cua hai ông luôn đó. Mắc cỡ nữa rồi, mắc cỡ nữa rồi, chắc tàng hình nữa quá, tàng hình. Linh, Linh, Linh kệ nó đi. Thật sự á là nó tỏ tình Khánh với Phi. Khánh với Phi không biết, Khánh với Phi là chỉ có thích Linh thôi chứ không thích nó đâu. Linh đừng hiểu lầm. Ơi, không thích tôi tại sao nhận quà của tôi? Nhận quà của Đức á hả? À, Đức tặng quà cho ai? Đó, bà biết sao không? Tôi á là tôi biết anh Phi anh thích con gấu á, mà con gấu Misa nha, nên tôi tặng anh Phi con gấu Misa đó. Con gấu Misa hả? Ờ. Có phải con gấu này không? Ý, chào Misa. Con gấu này á là của Phi tặng cho Linh mà. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tại sao vậy? Tại sao Phi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi... Đừng có tôi nữa. Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi. Bởi vậy,
tôi đã làm trước đón sau. Tôi chuyển ra yêu anh Khánh nè, anh Khánh à. Nè, hôm bữa Đức tặng Khánh nguyên cái bộ vẽ đâu rồi? Khánh cầm trên tay nè. Thấy chưa, tôi nói bà rồi, anh Khánh thích tôi mà. Phi thấy chưa, anh Khánh mới chung tình thôi. Lấy ra cho mọi người coi đi anh. Quà tặng mà, tặng ngại. Ngại gì, lấy ra đi, lấy ra đi. Trời ơi, tôi á, tôi vẽ anh Khánh là bằng nguyên bộ đồ thể thao rất là manly luôn đó. Tôi nói thiệt nè. Ủa, sao biến thành áo dài vậy? Vậy ai? Bé Linh. Linh ơi, đêm qua anh đồ áo dài mà mặt anh bự quấn đồ lại cái mặt em không được, anh xin lỗi. Tại sao vậy? Tại sao Khánh nữa đối xử với Đức như vậy? Thiệt là tôi không tiếc sống nữa. Ông trời ơi, hãy giết tôi đi. Pịt, nó còn đập luôn, pịt. Trời ơi. Người ơi anh tại sao lại cho em niềm đau cay đắng, cho anh ngang ngã ba tình. Giờ đây em làm sao thì thôi anh về mau, tình yêu tôi lỗi. Alo, chị không có ý định tự tử nên đừng có tư vấn bảo hiểm nha. Cúp máy đi. Tại sao nó gọi tôi lúc ngặt nghèo như vậy, sao nó biết vậy ta? Ai biết má. Thiệt luôn á. Đó Phi, mày thấy chưa? Dây. Mày có phải là đàn ông không? Thằng Đức nó tặng quà cho mày, mày lấy quà của thằng Đức mày tặng lại cho con Linh. Mày có thua kém gì tao đâu. Hả? Nghĩ sao mày vẽ Phương Linh mà cái đầu đinh của mày. Hả? Hay lắm. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Này nặng hơn này ba lạng nè. Im đi. Thôi được chưa? Đức thấy làm như vậy vui lắm hả? Lấy tình cảm của người khác để làm trò đùa là vui lắm hả? Trả hết cho mấy người nè. Sao? Nhưng mà tôi thấy nãy giờ là vui mà. Ê. Quá đáng. Ê, lên cái khung tranh. Ê, trời ơi, sao dữ vậy? Trời ơi, tìm giúp tôi đi, tìm đi. Tìm cái đi. Gì? Tát cái rớt bóng luôn rồi. Nghĩ sao cái gì còn dở được vậy? Linh cuối năm là đáng luôn rồi đó. Đức. Ờ, ông binh tôi đi. Tao biết cảm giác của Linh rồi đó. Giả đã thiệt. Ai, mình làm cái gì vậy? Đức yêu Linh. Mày yêu Linh hay là mày yêu Lan? Làm gì vậy? Làm gì là gì mày? Tại sao mày nhắn tin với con Lan vậy tao? Ê, nó tôi của Lan hả? Ôi chị em mà nội ơi, cháy nhà biết không? Trời ơi, ghê mất chết à. Nếu mày không cua con Lan vậy tại sao nhắn tin với con Liễu? Liễu nào nữa? Liễu yêu đầu tư, bồ của tao. Trời ơi, đâu ra mà tôi cua gái quá trời vậy nè, trời. Nếu mà mày không cua con Liễu á, tại sao mày cua bà Lệ? Bà Lệ nào? Bà Lệ bán cái tiêu chuẩn mình. Bà nội ơi, bà Lệ bốn mấy tuổi sao tôi cua? Tôi không có, mà tất cả tôi không có, tôi không có giỡn mấy người nha. Thiệt tình luôn á, tôi đi á. Trốn rồi. Tụi tao không quýnh mày á là sao? Mới quýnh tôi. Cú đấm này nè, tao dành cho con Lan. Ui da, tình đi sắp. Còn cái này, cái này dành cho thằng Điệp. Ui da, Điệp có liên quan gì trời? Ờ, lộn con Liễu. Ui da. Còn cái này, tao dành cho bà Lệ. Ui da, đau quá, tao đừng có đánh nữa trời. Ui, mấy người con trai, tao đánh con gái trời. Thôi đây. Đủ rồi nghe. Cái gì cũng vừa vừa lại tao nha. Còn muốn đánh lộn mà. Muốn đánh lộn mà. Bước vô đây. Nào, còn thằng nào nữa bước vô đây. Tao nói cho mày biết, tao không có thích Lan của mày, cũng không có cua Liễu của mày. Mà lẽ gì đó, trong trường này tao chỉ thích Linh thôi. Đức mới nói gì? Tao nói thích Linh đó. Linh mà. Thôi đi. Đức thích Linh sao Đức không nói? À, Linh biết hết rồi hả? Hả? Tại sao Đức không nói là Đức thích Linh? Hả? Tại sao Đức nói đi, tại sao Đức không thích Linh hả? Thì tao mặc cảm. Đức phải nói chứ. Đức rất là mặc cảm. Linh thì biết cái gì? Mặc cảm cái gì? Ma nằm mọc. Linh toàn mà làm đất trưởng. Còn mẹ Đức làm tổ trưởng tổ dân phố.
không có môn đàn hậu đối đâu. Gì vậy? Không, ý Đức nói á là 3 năm trời Linh đều làm học sinh giỏi, còn Đức học sinh kém nè. Linh á là thích ăn pizza, còn Đức là Đức đi ăn bánh tráng nướng. Linh mang giày gì? Giày hiệu. Còn giày này á là giày đéo đó. Linh đi xe hơi, Đức đi xe đạp. Linh ra đường Linh đổ xăng, còn Đức đổ nợ. Bao nhiêu là quá đủ rồi. Đức không hợp với Linh, Đức không có chu cấp gì được cho Linh thì tất cả vật chất Linh hiểu không? Bởi vậy Đức Đức mới ẻo lại trước mặt Linh. Vậy mà được bên cạnh Linh, nghe Linh tâm sự, biết khi nào Linh buồn, Linh vui để bù đắp cho Linh. Nhưng mà tất cả những cái đó là từ tấm lòng chân thành nó phát ra thôi chứ Đức không có ý gì hết á. Nhưng mà đó chính là cái Linh cần. Nhưng mà Đức nghĩ sẽ có còn nhiều người hơn nữa chân thành với Linh, yêu Linh nhiều hơn. Đức không hợp với Linh đâu. Chúc Linh kiếm một người hạnh phúc. Đức, Đức bỏ cuộc đúng không? Đúng. Được rồi. Linh làm gì vậy? Đức sẽ phải trả giá. Nè, Đức không có, Đức không có giỡn mấy người nha. Hey, 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 hey. Linh thích Đức. Dự thi của thí sinh Bá Đức. Thì anh nhìn các em diễn một cái tiểu phẩm ngắn nói về tuổi học trò, anh rất là thích. Anh nhớ là hồi xưa tuổi học trò anh cũng vậy đó. Nhưng mà anh không có nhát như cái cậu này. Anh yêu là tỏ tình liền, rất dễ thương, rất là hay. Cái tiểu phẩm này làm cho anh nhớ lại kỷ niệm hồi xưa anh cũng mặc cảm nghèo lắm. Anh quen bà xã anh bây giờ là cũng không dám nói. Y chang em, Bá Đức đã làm cho anh gợi lại nhớ là cái kỷ niệm mình ngày rồi, xưa. Rồi anh có dạ đến cô vợ không? Đúng đó, anh chưa đủ thông minh như Bá Đức để nghĩ ra. Nếu anh nghĩ ra cái này chắc cũng được á. Ghê lắm. Hả? Bị anh xấu em đừng làm. Để thôi bỏ đi ha. Cái gì? Em đẹp nói, mà. Em nói anh xấu mà dưới vỗ tay luôn á. Vậy là đúng hả? À, đúng chứ. Giống như anh Tài nói á, tôi nghĩ là cái tuổi học trò thì không có đủ thông minh để mà làm như vậy. Và cái anh này ảnh, tôi nghĩ anh là giỡn mặt á. Khi mình làm cái gì mình phải làm cho đẹp, phải làm cho ra, đánh cho thiệt. Còn đánh không được thiệt lắm, nó không có, nó rất là sân khấu. Giống như anh Tài nói là em quá khôn để mà em chuẩn bị như vậy. Riêng bản thân em, kỹ thuật biểu diễn của em, chị mong á là nó sắc giống như là thuốc bắc á, nó sắc hơn nữa, trải dài cho nhiều người quá, nó không có đậm như là của em. Khi mà mình làm cái gì mình phải đậm ở mình trước, đây là cuộc thi mà, cho nên lên sân khấu rồi sống chết mình phải bản lĩnh, mình phải theo nó. Còn em cứ lật lật như cái màu áo của hai đứa này nó mặc đó, nó không có đậm đà như chị với anh Tài. Chị với anh Tài là hai cái màu cam đậm vô cái là em chói mắt, em nhìn thấy liền, hiểu không? Sẽ không có thắng, sẽ không có chân trống, rồi sao anh chạy? Trời, anh đường đường là một công tử, một đứa con của tập đoàn nước mắm lớn nhất thế giới thì chắc chắn xe anh phải không đụng hàng. Những cái người mà chạy xe cũ khác thì nó quá thường, đúng không? Anh phải có điểm nhấn. Nhấn quá giờ dập lá lách rồi nè. Thôi nè, anh ghẹo em hoài à. Mà em giận anh bây giờ á, sinh nhật em mà đi trễ vậy đó. Ôi mắc cười quá trời, tại em không, cái nhà em nó rộng quá em biết không? Anh chạy 4 tiếng đồng hồ mới vô được cái phòng khách đó. Anh chạy vòng vòng cái bùng binh ở trong bếp á. Anh thấy ngã tư anh bắn ra, trời đất ơi, security nó rượt anh. Nhà anh có đèn đỏ mà sao không nói anh? Trời đường đèn đỏ á. Anh nói đi sinh nhật Mỹ nó mới cho anh đi đúng không? Thấy thương quá à.
Nó nghe nè, giúp anh chuyện được không? Sao? Dừng chiếc xe lên tiếp anh nhé. Thương anh lắm, em mới phụ á nha. Dừng lên tiếp anh đi, em khổ quá. Ôi, sao vậy? Em dập cái lá lách bên này luôn rồi. Em, cứu anh nhập. Dạ. Trời ơi. Có kìa, người thì như con mắm con khô mà đi chiếc xe kìa. Sao đâu? Trời, em từ. Khi mặt trời đang khuất xa, chỉ còn mình hai chúng ta. Anh sợ ngày mai rồi sẽ về đâu người hỡi. Em tìm vào trong giấc mơ, đắm chìm cùng muôn ý thơ. Thật tuyệt vời, hương tình dâng nồng thắm. Ôi trời ơi, anh tặng em nguyên cái vali luôn. Hey, bình tĩnh nha. Em gì vậy anh? Trời ơi, anh tặng em cuốn kim từ điển hả? Em bị điên hả? Chứ gì, đừng nói cái thắng xe anh nha. Trời, nếu mà cái thắng xe anh thì anh gắn vô xe anh rồi. Tặng em làm cái gì? Chứ gì vậy? Cái chân trống. Anh nói giận đó, mở ra đi, bất ngờ lắm. Anh làm em run quá à. Mở ra đi. Em mở nha. Ừ. Em mở nha. Mở ra đi em. Dân xin trân trọng giới thiệu với em chai nước mắm gia truyền của dòng họ nhà anh, được ủ 1000 năm. Em, chai nước mắm này không phân ure, không chất bảo quản. Nè, hàng sử dụng hết tiết mục nha. Bây giờ anh nghe nè, để có được chai nước mắm như thế này, gia đình rất là cực khổ. Dòng họ của nhà anh phải bắt cá cơm ở vùng biển Tam Giác Quỷ. Sau đó dòng họ mới quyết định mua nguyên một cái hầm Thủ Thiêm chặn hai đầu lại ủ nước mắm trong đó. Anh, vậy có phải hầm Thủ Thiêm mà lúc 9 giờ tối á? Là đúng rồi, 9 giờ tối là đóng cửa, sáng 6 giờ mở cửa, trong khoảng thời gian đó là ủ cá cơm của anh đó. Ghê gớm vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa lên men. Gia đình anh mới tức quá, mới mua nguyên một cái lò luyện tiên đơn của Thái Bạch Kim Tinh để ủ. Em, ông cố nọ anh gặp Tề Thiên mấy lần rồi chứ không giỡn đâu. Vậy hả anh? Ừ, bây giờ Tề Thiên đâu còn giữ ngựa, đâu còn giữ vườn đào nữa. Ủa chứ giữ gì? Đang giữ kho mắm của anh ở chợ đó. Trời ơi, thiệt hả? Anh nói giỡn chứ sao mà thiệt được đi. Ủa, ghẹo em hoài à. Này, đây không phải là quy trình nước mắm, mà là công thức nước mắm. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái điện thoại này. Nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là em thử nước mắm đi cưng. Đợi anh chút xíu. Không thử được thì ăn với cơm nguội nha. Con em với cơm nguội cứ ngon lắm. Trời ơi, nè,
anh giật em mà anh mang nguyên chén cơm dặn hờ vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đầy chuẩn bị đầy đủ cho em. Nè em mời mọi người ăn thử đi mọi người, nước mắm gia truyền nhà em đó. Mời mọi người nhìn lên bản đồ. Nhất. Đây. Tập đoàn nước mắm của chúng tôi đã chiếm 99% thị trường nước chấm. Tôi đã đẩy được nước mắm qua tới Hoa Kỳ, New York, New Zealand, London. Em biết tổng thống Mỹ không? Ông Donald Trump có mang nước mắm nhà anh không á? Thiệt. Còn đây, dấu chấm nhỏ nhất đó chính là chị nước tương, do bà Mỹ Kim làm chủ tịch tập đoàn, nhưng bà ta đang dần dần chết mòn bởi tập đoàn của chúng tôi. Nào, mang ra đây. Cho tôi hỏi thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thưa quý vị. 10 triệu. Nhưng nếu chị giới thiệu được nước mắm cho chúng tôi tới bà con, dòng họ, anh chị, nội ngoại của chị, thì chị sẽ nhận được hoa hồng từ công ty của chúng tôi lên tới 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng thưa quý vị. Thì tổng thu nhập một năm của chị là 1 tỷ 200 triệu. Nhưng thưa quý vị, 1 tỷ 200 triệu, tôi đồ đen 1 tỷ 200 triệu, mất tích luôn rồi. Nào, mục tiêu của chị năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của em năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của anh năm 2017 là sẽ đẩy tập đoàn nước mắm lên tới lỗi của trái đất. Nào, mời các bạn hãy làm theo tôi. Nè, tự nhiên anh bán hàng đa cấp trong nhà em vậy? Kỳ cục. Anh quên, sau này lấy em về á, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng nước mắm. Em đi tới đâu là mọi anh nhìn tập trung về em tới đó. Bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách xịt dầu thơm của anh nước mắm. Ê, đừng. Trời ơi, sao xịt nước mắm cho người em vậy? Cái gì em? Nè, hiệu nghiệm tức thì, xem nè. Sao ai cũng nhìn em vậy? Họ đang kỳ thị em đó. Họ đang xa lánh em nữa. Bởi vậy em là của riêng anh. Em nghe thấy sợ sợ á. Sao? Nhưng mà không sao, anh biết lo cho tương lai của tụi mình như vậy á, em thương anh lắm. Anh, bây giờ em đã biết được giá trị của chai nước mắm này nó như thế nào rồi. Yes. Ngày hôm nay, chai nước mắm này sẽ là món quà vô giá trong ngày sinh nhật của em. Chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Em vui lắm. Em yêu anh nhiều. Anh em cảm ơn anh. Không có gì hết, anh yêu em. Sao tự nhiên em đập chai nước mắm gia truyền của anh? Em cố ý á. Ủa, cố ý là sao em? Dạ tại... Tại sao? Dạ tại vì mẹ em là bà nước tương Mỹ Kim đó anh. Wow. Wow. Em thách anh lên được nốt nữa. Wow. Nè. Sao? Đó tới giờ giữa anh và em có cái gì là thiệt không vậy? Dạ có. Dạ có. Hả? Dạ. Nó nằm ở đây nè anh. Đó phải vậy. Nó luôn luôn thiệt. Nó luôn luôn nằm ở đây. Cái lòng gì? Thù hận đó anh. Nè, tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô kể từ nay chấm dứt. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Nhà em. Tôi nói tôi nè. Ê. Hả? Cửa sổ. Ai xây cửa sổ như cửa cái gì trời. Tạm biệt. Tôi thách anh ra khỏi đây được đó. Ủa, vậy chứ cô sẽ làm cái gì tôi hả? Được chứ. Wow! Xin chào chị người nhái. Đeo kiếm bơi trên đầu làm gì vậy? Chị mới đi bơi về. Ồ. Dạ mẹ. Nhiệm vụ con xong rồi. Vô đi. Nhưng mà. Vô đi. À, thì ra là ai? Đối thủ thị trường của tôi đây mà. Xin chào bà Tương Mỹ Kim, chủ tịch tập đoàn Kim Mỹ Tương. Gọi tôi là Mỹ Kim được rồi. Xin chào bà Mỹ Kim bán nước tương. Nào, mời bà ngồi. Cứ tự nhiên như nhà mình. Quay. Tôi thật không ngờ tất cả mọi chuyện này là trong kế hoạch của bà.
Và tôi càng không ngờ hơn bà có thể dùng con gái của bà để làm con cờ. Đồ bỉ ổi. Bỉ ổi? Hay không là do cách mình đánh cờ kìa cậu trai. Ủa vậy tại sao bà lại đi nước cờ này? Bà muốn cái gì? Công thức nước mắm. Thì mày nói người ta cho, mày khùng cái gì mà phải làm cái kế hoạch lao vậy? Cho nha, nói cho đi nha. Thì bà nói bà xin đi. Trời ơi, cho tôi đi. Cho con mắt bà. Đâu có ngu như vậy. Được lắm. Tôi hỏi một lần cuối, công thức nước mắm có đưa hay không? Nói xin là cho, không có hỏi nữa. Đi ba. Mày, mày nói xin là cho. Cái gì? Không bao giờ tôi làm ăn được với mày hết trơn. Bây giờ, này, bây giờ mày xin khẩn cầu tha thiết được còn tôi cho. Xin cho xin thẳng cầu ra thiết đi. Cho đi nè. Cho cái cù lâu đi chứ cho. Không bao giờ tao làm ăn được mày. Bởi vì tôi không. Một mày điên cái gì tôi chứ tôi đưa công nước nước mắm cho bà. Không thôi hả? Một mỗi người làm nó phân nửa cũng được vậy mất mới. Mày nói mắt của tôi mới giết bà chứ bà khùng. Nè. Mày ngồi đây nè. Bây giờ sao? Giờ sao? Cũng tại cậu. Gia đình cậu, dòng họ nhà cậu. Làm cho tôi. Nóng quá. Oh my god. Đương đương là một chủ tịch mà. Xin lỗi cái nó nguy hiểm trên đầu vậy. Cậu kể tôi đi nha. Sao dòng họ tôi làm cái gì bà? Hả? Cũng tại cái miệng của cậu. Dòng họ nhà cậu, nguyên tập đoàn của cậu. Làm cho gia đình nhà tôi, công ty của tôi sụi bại đuối. Tôi không ngóc đầu lên được. Bởi vậy cậu nghĩ làm sao mà tôi tha cho cậu được. Hôm nay cậu không đưa thì tôi cướp. Trên bàn kìa, có giỏi thì lấy đi. Trên bàn? Trên bàn đó. Ê, marry me? Oh yes! Please, mấy trai, mấy trai! Dễ gì tôi lấy bà! Không bao giờ tao làm ăn được với mày! Nè, tôi nói cho bà biết nha! Tôi yêu con gái của bà! Chứ không phải là tôi yêu bà! Nè! Ý, tôi cổ đen! Tôi không cần, tôi không cần! Hôm nay, tôi sẽ dạy cho bà một bài học! Để coi, cậu dạy tôi cái gì? Một người đi xe máy vận tốc 69 km/h, hỏi người đó đi hết 90 cây, người đó đi hết bao nhiêu thời gian? Anh nói thầy, hồi xưa con cấp học của thầy đó nhớ không? Giờ chỉ con cái câu này rồi con trả tiền cho thầy nha. Alo thầy ơi, con bạn chị Mỹ Kim nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người đi xe máy vận tốc 69 km/h thì họ bà hết tiền rồi thôi. Ủa? Tôi mới ứng 3.000 sáng mà. Trời ơi. Họ thọ, bắn gì 5.000 coi. Em có xài điện thoại đâu. Thật giờ này mà không xài các bạn. Đấy. Đấy. Cho chị 5.000 tôi. Mấy còn có 1.500 à. Mày hèn quá, điện thoại mà không có đủ 5.000 nữa. Ai bắn cho 5.000? Tôi mới bắn mà 5.000 á. Thầy, giúp con đi, con quê lắm nè thầy, giúp con đi thầy. Alo thầy ơi thầy. Dạ con bạn với Kim nãy nè thầy. Dạ thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết pin. Câu trả lời là cái gì? Mua sách dạy đi. Đồ khốn, quốc ca. Hey. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find.
cho bà biết, mãi mãi bà sẽ không bao giờ lấy được công thức nước mắm. Nếu như không lấy được nó, tao sẽ chôn mày cùng với nó. Nè, nếu tôi chết, chắc gì bà đã còn sống. Tao đã mua chuột của nó bằng tiền. Tiền của bà chưa chắc gì bằng vàng của tôi. Vàng cứng hơn kim cương. Nhưng mà kim cương của bà làm sao qua được nhan sắc của tôi. Ê, chị. Đuối lý rồi chứ gì. Vậy thì mày chết chắc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, tại sao ban đầu mẹ nói với con chỉ cần công thức nước mắm thôi mà bây giờ liên quan tới tính mạng con người nữa là sao thưa mẹ? Mỹ Mỹ, đây là kế hoạch của hai mẹ con mình, mà là kế hoạch thì làm gì có thiệt ở đây, đều là giả dối. Mẹ, nhưng mà con yêu ảnh là sự thiệt. Con phản bội mẹ. Được rồi, bây giờ một là con về với mẹ để mẹ con mình là bá chủ thị trường nước chấm, còn hai là con về với nó để làm bà chủ thị trường nước mắm. Và đừng bao giờ gọi bà Mỹ Kim này là mẹ. Giỏi lắm con gái. Mẹ mày! Anh Mắm! Anh Mắm! Hay vậy? Lúc anh chết ông chậu đường ống mưa kìa. Anh ơi! Cái đường ống nước tương nhà em nó bể anh ơi! Trời ơi! Sống như nước mắm, giờ chết với nước tương. Anh ơi, anh khờ quá đi. Em lừa dối anh như vậy mà anh còn đỡ đạn cho em chi nữa. Em cười lên. Tại vì anh muốn hóa giải hận thù giữa hai tập đoàn nước mắm và nước tương thôi. Nhưng mà anh nói em nghe nè, lý do cũng bởi vì anh yêu em biết không. Mà trong tình yêu người ta hay làm những cái chuyện điên khùng nữa. Bởi vậy, vì em, anh sẽ làm những chuyện thật khác thường. Vĩnh biệt. Anh Mắm. Anh Mắm. Tình yêu sao khác đôi lúc đã rất kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng. Từ lao tâm cùng lối xa. Ủa, anh chưa chết hả? Chết sao được mà chết. Ủa cái gì ghim vô đây đâu cái gì nè. Đạn con su mà chết gì được. Anh chết đi nè. Giỡn gì kỳ cục. Mẹ này. Có sao không? Có đau không? Ủa, cái chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì ban đầu á, mẹ em không có tin là anh thương em thiệt, cho nên là em với mẹ em mới cá cược nhau vậy thôi. Trời. Rồi đỡ, anh không đỡ viên đạn cho em thì sao? À, tao đi tù. Anh thì em vô thăm mẹ thôi. Wow. Vô thăm mẹ nha. À, dạ. Thăm là mẹ buồn. Dạ. Rồi sao, chúc mừng. Ê, con. Trời, chúc mừng con đã dễ dàng được cái đó. Mẹ ơi. Mẹ. Đừng. Mẹ đừng chuyện với chết con luôn á. À không, đừng chuyện cho anh chết đây đi. Thôi, nói gì nói đi mẹ. Trời ơi, chị à, qua nãy giờ thì mẹ đã hiểu tình yêu của hai con là thiệt. Mẹ tin điều đó. Dạ. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm bá chủ thị trường nước chấm. Mắm tương. Tình yêu sao khác đôi lúc đã thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng. Tự lao thang dù không. Xin cảm ơn phần diễn viên rất xuất sắc. Hồng Thanh. Hai bạn nữ đứng lại chút xíu đi. Bạn nữ bên áo xanh tên gì ạ? À? Dạ em là Hạnh Thảo. Đẹp quá, hợp. Bạn Thảo này là diễn viên trong nhóm kịch Buffalo, vừa là diễn viên nhạc kịch luôn á chị.
vừa hát vừa nhảy vừa múa gì vậy? Chịu quá, trời ơi em diễn mà chị cứ thấm nước miếng anh Tài hoài luôn đó. Trời. Giải rồi thấm. Em ơi đẹp quá. Đẹp chứ. Hợp lý quá, chảnh như mày. Con chủ tập đoàn là phải rồi. Nãy em được hùng á. Con chủ tập đoàn chịu luôn. Lúc mà xà lên á, Are you marry me đó? Yes, I do. Trời, chị nổi hết cả da gà. Khủng khiếp dễ sợ. Chị nghĩ một cái bà bệnh như em là lấy cái ổng đó. Trời ơi, chị chịu quá. Hai bạn đứng đây vô nha. Vô. Hả? Thôi hai đứa vô đi. Cảm ơn hai đứa nghe. Chị chịu em quá. Thanh ơi, đây là một cái tiết mục để mà đi trình diễn rồi. Có phải là thi cử nó đâu mà chấm. Hợp lý, tiết tấu, hình thể, nhảy múa, võ thuật tốt, nhịp điệu trong người của tụi em ba đứa đều tốt hết. Tình cảm là ra tình cảm, tào lao là ra tào lao. Hợp lý, họ gây là một tiết mục biểu diễn 10 điểm, khỏi nói nhiều. Vâng, lại một số điểm 10, biết trước đến từ nghệ sĩ Việt Hương. Bất kể nhạc nào mở lên em cũng feel theo đúng cái bíp nhạc như vậy. Khó để kiếm một cái người nghệ sĩ như em. Cái cốt của em là cái cốt phải làm nghề này, em không có làm nghề khác được đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh không cho 10 điểm anh biết em. Anh không cho 10. Anh không cho 10 điểm anh biết tôi. Thật ra là anh rất tiếc. Tại tiếc vì cái cậu Hồng Thanh này tháng 12 rồi có tham gia trong cái live show của anh. Mà tại do là vấn đề kịch bản cho nên không có thấy được cái tài năng của cậu. Thấy cái điên của nó đúng không? Rất tiếc. Nếu mà anh coi trước cái này là anh đã cho em cái vai rất là hay. Em quá hay. Anh thích nhất là cái đoạn em với cô đó nhảy Broadway. Nhạc kịch rất hay, rất tốt. Mặc dù sau đó em có thở nhiều, nhưng mà không sao, do sức khỏe mình thôi. Nhưng mà em trụ tự động của mẹ em toàn là diễn bằng sức khỏe, hành động không là anh rất là thích. Nói tóm lại là bà Hương bả sao thì anh sẽ như vậy. Yes. Xin chúc mừng cho Hồng Thanh. Nhìn cái cổng làng mình đi, đẹp không? Dạ đẹp không? Nè, cái cổng làng này có được á là cả làng mình phải tích góp mới đủ tiền xây lên đó đó. Vậy luôn hả ông? Cho nên tụi con đừng có bao giờ đụng vô nó, làm đổ bể nghe chưa? Dạ. Gì vậy? Khùng bố, khùng bố. Cái gì la vậy? Khủng bố. Không phải. Con đen vợ ăn đậu nè. Gì vậy? Vợ thằng đậu. Vợ thằng đậu khủng khiếp hơn khủng bố. Khủng bố còn đứng ngoài đây nghe tên tôi cái bỏ chạy trơn vậy. Mày không nghe nói hả? Vợ thằng đầu khủng khiếp hơn khủng bố. Trời đứa ơi, người ta có lòng tốt đem khoai lang ra cho làng ăn. Làm ăn thôi con đi về. Trời ơi. Ai tốt hơn vợ thằng đầu không à? Thằng quỷ kia ra đây biểu mày. Dạ. Thằng quỷ sao mày ác mồm ác miệng, mày đồn bậy đồn bạ vậy? Con nói rồi mà không nghe, đừng trách con nha. Ăn khoai lang không? Không, ứ thèm. Vậy phí gì đó. Khoai lang quá trời vậy. Ở đâu chỉ tụi em với. Trời ơi, nhiều lắm. Đằng ngay cái miếng đất đó thấy chưa? Dạ. Đó, ngay cái chỗ mà bốn cái cọng ta mắc dây đó. Có đầu người hai cùng xíu quát bắt chéo nè. Chỗ đó không biết nè. Chỗ đó có nguyên cái hố bơm á. Cho nên người ta để cái bảng cấm vào. Dạ, ở đó người ta cấm vô. Bởi vì con vô một mình con. Đào được quá trời phai luôn. Ngon lắm, ăn đi. Ngon lắm. Vui vậy. Giữ ăn đi đừng có ngại. Có cái củ này nó bị đột biến hay sao á. Nó bự chà bá lửa luôn. Con luộc 3 ngày rồi mà nó còn y nguyên hả? Trời ơi, không biết sao chia cho cả làng luôn trời. À.
nhiệt vậy? Sao vậy? Abba! Giận cả làng hết sức. Con nói rồi mà không nghe. Con đen nó là thảm họa. Lên đây, nhìn vào bản mặt của tao, vừa lòng mày chưa? Dặn cả làng hết sức nhan sắc của em. Trời ơi, cái làng tích có 100 năm của tôi, mày đi ra khỏi làng. Như vậy đó, chỉ có vậy à mà đuổi con nhỏ ra khỏi làng. Coi cái làng nó ác dữ không? Trời ơi, lửa cháy lan cả làng mọi người ơi, lửa cháy lan cả làng rồi. Trời ơi, nhan sắc của em giận mọi người hết sức. Trong giấc thiên đường xưa, tìm em ướt mồ. Tai họa không dừng ở đó. Sau vụ nổ bom đã làm lửa cháy lan tới đập thủy điện của làng, làm chập điện, nước xả ra đột ngột, người dân đột ngột trôi đi. Cũng trong cơn lũ đó đã khiến cho đời sống người dân trở nên khốn khổ và mang về một nỗi sợ hãi mang tên thủy quái. Thủy quái. Kể từ đó, vợ chồng chúng tôi phải đi săn thủy quái. Loài vật mà chúng tôi không bao giờ sợ. Con quỷ ở đâu mà xuất hiện vậy mày? Mình đi không? Tao đánh mày giờ. Bình tĩnh đâu ơi, bình tĩnh. Đậu mày khùng hả đậu? Khùng cái gì? Phải chửi cho nó nên người chứ. Giống như mày á, tao chửi hoài chứ hoài mà mày cứ tệ. Mày thôi đi. Tối ngày mày cứ chê tao tệ này tệ nọ mày. Có sửa làm gì, mày càng sửa thì mày càng đem sai. Đầu trên tấm dưới giờ mày nổi như cồn. Mày ngu quá làm sao tao chịu nổi, làm cái gì coi cũng không xong. Trời ơi, lúc cưới mày bù lệch ăn tao. Tưởng mày tệ nhất sớm, ai dè mày ngu nhất là. Tao không có muốn vậy đâu, tại cái đầu tao nó vậy rồi, giờ biết làm sao. Thôi mày từ từ đi, mày hung hăng quá à. Có gì để tao qua tao nói chuyện với nó cho. Mày tránh ra đi. Bé ơi. Nó nghỉ chửi chưa? Nó chửi rồi, ra đây. Dễ thương ha, người ta vậy mà chửi tao hoài à. Ủa, bé ơi, bé là cái loài gì vậy? Muốn biết ta là loài gì, hãy nhìn lên màn hình đi. Bình thủy, bát quái, tao biết rồi. Con gì? Bình bát. Chị bãi, nó động vật không phải thực vật. Thủy quái. Chính xác, ta chính là con thủy quái. Và tên thường gọi của ta là cá sấu. À. Hên
ghê. Cũng may là vợ chồng mình bơi lẹ. Bây giờ lo nghĩ cách giết cá sấu đi kìa. Ờ đúng rồi, tao quên nữa. Phải nghĩ cách giết cá sấu rồi đầu ơi. Ừ. Vậy là vợ chồng mình phải suy nghĩ. À, tao có phai lang. Vậy hả? Cho tao miếng đi. Không được, phai này ăn vô là đai. Tại sao? Tại vì nó đào ở trong hố bơm. Nhưng mà làm sao cá sấu nó ăn được khoai? Biết đâu, nó ăn chay. Sao mày biết? Bữa nay rằm. Thí chủ ơi, thí chủ. Mấy ngày nay tôi lên đên trên biển, tôi đói lắm. Thí chủ có thể nào mở lượng hải hà cho tôi một ít khoai lang ăn đỡ đói được không? Cảm ơn thí chủ. Có được rổ khoai này chắc chắn tôi sẽ no. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah! À! Mình đang ở đâu đây? Ở này là cù lao. Tao với mày đang chơi một cái cù lao. Bây giờ lo tìm cách á mà thoát ra khỏi chỗ này đi kìa. Trên này không có ai hết trơn à. Ờ ha. Nè hai vợ chồng kia. Con thủy quái. Nó là cá sấu nó hại người. Mình phải tiêu diệt nó. Ủa gì mắc cười vậy? Sấu cũng là cái tội sao trời? Ủa là sao? Bà nín đi, bà đừng có nói nữa. Giai đoạn này hãy để cho nhân vật phản diện được một lần lên tiếng nè. Chuyện nó là như thế này. Tắt nhạc đi. Nhạc này của vợ chồng nó mà tụi lao. Ờ. Nhạc của tụi tao. Chuyện nó là như thế này nè. Đường quanh bom tôi cho đôi mình mãi tìm nhau. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Trời ơi, nhạc kìa, nó vô tâm lý luôn kìa. Tôi có ba, tôi có má. Tôi có một cô chủ xinh đẹp. Và một gánh xiếc rất là vui vẻ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Gánh Xiếc Nhà Khang. Yeah! Và bây giờ quý vị sẽ đến với một màn xiếc tiếp theo. Cá sấu đu dòng. Và sau đây là bản diễn của tôi. Đó, tôi hồi xưa nè, nhìn ngon cơm ghê chưa. Gánh xiếc của tôi được mọi người rất là ủng hộ. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Trong đó có những người lớn tuổi. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Những người nhỏ tuổi. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Những người không nói được. Tất cả họ đều nhoai xoài lên để ủng hộ chúng tôi. Và tiết mục xin phép được bắt đầu. Đi lưu diễn rất nhiều nơi. Chúng tôi đi ngang qua làng này thì bỗng nhiên đập thủy điện xả lũ đột ngột. Nước lũ đột ngột dâng cao, chúng tôi bị cuốn trôi. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ. Công nhận câu chuyện cuộc đời mày bi kịch ghê luôn á. Ê sao người ta kể chuyện mà mày thở chứ vậy? Tao thấy tao trong câu chuyện đó. Chứ đầu quá mày. Được không? Được không? Là sao? Được không? Được chứ. Ờ. Đó mấy ngày nay tôi chỉ bị đói khát. Tôi đi bơi lội vòng vòng. Chứ tôi có làm hại gì ai đâu. Tự nhiên dám ghép cho tôi là thủy quái à. Ê đậu đậu. Ừ. Cái xấu gì mà hiền lành quá. Vậy mà nói lần nào tao cho giọng trong họng nó một trái bơm vậy trời. Không, không phải một trái. Hai trái lận. Ở đâu ra? Một trái của nó. Một trái mày làm trái cổng. Rồi bể đập thủy điện.
một tay tao làm nên tất cả. Cái đập thủy điện là bà làm ra. Tôi không có cố ý. Bà đã chia cắt gia đình chúng tôi. Tôi không có cố ý. Được, các người đã ác với tôi thì đừng trách sao tôi ác lại với các người. Tôi sẽ chia cắt gia đình các ơi. Cuộc đời của mày lúc nào mày cũng nghĩ cho tao. Tao xin mày, hãy cho tao một lần làm gì mày đi. Không, cả cuộc đời này tao lấy mày, tao vì mày, thì bây giờ lần cuối cùng này tao cũng sẽ vì mày. Mày đi đi. Không, tao không đi. Cả sáu, muốn làm gì thì làm tôi đi nè. Không, muốn làm gì thì làm tôi đi nè. Không, tôi nè. Thôi đi. Không lẽ các người ác với tôi rồi tôi ác lại với các người sao? Quan quan tương báo bao giờ mới dứt? Mẹ tôi có dạy sống là phải biết vị tha. Các người về đi, về đi. Đen ơi, đậu ơi. Hả? Làng đi tìm chúng ta rồi kìa, chúng ta phải làm sao đây? Làng tìm rồi sao đây? Dạ, chúng con xin lỗi. Chúng con lỡ làm bể thì cứ gì chúng con kiếm tiền đền cho. Làm gì đồ dai như đĩa vậy trời? Không, tuy rằng hai con hậu đậu, nhưng mà con rất can trường. Con đã đào hết tất cả trái bom trong cái hố đó rồi. Cho nên á, làng mình có thêm mảnh đất mới để mà xây trường không? Nhưng mà trong cái rủi có cái mai nha con. Ủa, vậy là con cũng được làm được một cái việc tốt cho làng mình hả? Dạ. Vậy giờ mình được về làng rồi đâu? Tôi có được về làng chưa? Được. Chú làng khoan. Thí dụ bây giờ á, con về rồi cái con dẫn thêm người bạn con về nữa được không? Được, bây giờ làng mình giàu lắm, đất rộng lắm, cứ đưa khách về ở. Cá sấu, về chung nha. Cái gì? Bình tĩnh, không gì đâu. Trưởng làng ơi, con cá sấu này nó hiền lắm, nó tốt lắm. Hồi nãy á, vợ chồng của con nè ở đây kể chuyện tâm sự nó khóc luôn á. Trời ơi, mày chưa nghe nước mắt cá sấu hả con? Cái thứ này nó ác ôn lắm. Ừ, ác. Cá sấu tụi tôi ác lắm. Ác lắm. Đây nè, ác lắm. Mẹ tôi nè, ba của tôi nè, ông nội tôi nè, gia đình tôi đó, tụi tôi ác hay là con người ác? Cá sấu ơi, cho tao gửi bác gái với gia đình lại nè. Tao thay mặt cho những người làm cái này xin lỗi mày nha cá sấu. Trưởng làng, vợ chồng con cầu xin trưởng làng mà. Cái gì thì cũng phải có biểu quyết, dân chúng đồng ý mới cho về. Ai đồng ý giơ tay phải lên. Con. Ủa tay nào tay phải, tay nào tay trái? Đây này nè. Không, vợ tôi trái phải như một à. Nói chung là con giơ hai tay luôn. Yeah. Về rồi. Trưởng làng ơi, nhưng cái ngày trọng đại này nè, con á
sẽ tổ chức một bữa tiệc đãi cả làng luôn. Tiệc gì? Con luộc phai đãi làng. Nữa hả? Nó chơi mà. Trứng cốt chiên chả cá. Đây trứng cốt chiên. Em nè, thử đi trời. Rồi, đây. Anh ơi. Trứng cốt chiên nè, chả cá. Trời ơi, mấy cha mấy mẹ ơi, mấy cha mấy mẹ. Buôn bán cái gì cho người ta rau chứ. Trời ơi, ai mua son phấn không? Bảy. Vậy? Mua giúp con cây son hợp phấn đi Bảy. Mày vô duyên quá. Tao buôn bán giữa chợ dưới đò. Mua son phấn làm gì? Bảy không xài, Bảy cho heo xài. Trời ơi, ý mày nói tao heo quá hả? Không phải, ý con nói là heo của Bảy á, tím riệm mà. Hả? Bảy mua hộp son với cây phấn, Bảy chà lên, người ta tưởng heo tươi, tao mua cho Bảy à. Trời ơi, tím có nghĩa là nói heo của tôi là heo bệnh nè. Cái thằng này muốn tao xài. Đúng rồi, Bảy ơi. Mọi người im lặng, có chuyện gì để luật sư chợ giải quyết. Mày chỉ đúng hướng quá. Dạ xin lỗi cậu, con hố. Đây cũng hố. Ai cần luật sư? Dạ đây. Chuyện gì? Dạ đâu có gì đâu. Em hỏi luật sư nè. Em có nói ở đâu heo có bảy tím riệm. Em kêu mua hộp son phấn trà lên đó cho heo tươi rồi. Vậy Bảy đòi chém em à. Khoan Bảy ơi, Bảy ơi, nghe tôi nói cái đã. Bảy, quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: một câu nhịn chín câu lành. Đúng. Hai câu nhịn 18 câu lành. Phải rồi. Ba câu nhịn xả 27 nhát. Hay lắm. Cái gì vậy trời ơi trời. Khoan nói chơi thôi, Bảy nóng quá nổi mụn chết. Tao nói hả, sáng sớm nghe tao buôn bán nghe Bảy. Cái thằng quỷ này nằm một lát rồi đi tao bán ế nha. Để chút. Xả thịt mày ra tao làm heo luôn đó. Không có người mở hàng cho Bảy đúng không? Ế nè. Tôi mở hàng cho Bảy được không? Trời ơi thiệt không vậy? Thiệt. Trời bo tốt bụng quá. Giúp Bảy đi, mở hàng lại giùm Bảy đi. Nè nguyên cái đùi ngon không? Cậu mua về nè, cậu hầm đi cho cha của cậu ăn. Bổ mấy cái khớp á, mấy cái khớp. Trời ơi Bảy ơi. Bộ bay sức dầu xanh hả? Sao cái giò nó xanh lè, xanh lét vậy? Có Diệu nè. Qua đây. Gì nữa đây? Bảy kêu Diệu hả? Đưa đây. Hả? Hồng hào. Ô, là la. Ăn vô chết à. Ê Bảy rồi. Trời ơi Bảy bán ở đây mấy chục năm cái chợ này có ai ăn mà chết đâu. Không ai ăn chết hả? Thôi Bảy ráng giữ lại, Bảy đem về gia đình Bảy ăn đi, bảo đảm ngày mai có người chết. Bảy ơi. Gì? Tính tiền. Tiền gì mày? Trang điểm cái đùi heo. Trời ơi mày muốn tao chém chết. Trời ơi lấy đã xài chịu trả tiền ta hung dữ dễ sợ. Anh Bo. Cái gì nó đây? Lấy Diệu đi Bo. Nửa đời còn lại Diệu sẽ nâng khăn sửa túi cho Bo. Trời ơi. Lấy Diệu nghe Bo. Trời. Hả? Bo. Bo lấy Diệu à. Đúng rồi. Diệu ơi, dù biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chỉ cũng về với em để mừng ngày em xuất gia. Dạ kìa bà nội. Cái gì vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi, người ta xuất giá theo chồng ha, chiêu giá. Tiếp. Để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má. Ngày mà tôi đi sang tầng nhạc này xin nhớ hoài. Đường in dấu khúc nhạc mà tôi nhớ mãi không quên. Thầy luôn nhớ
đang vui mà cậu. Tiếp cậu, vô. Tăng, 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 tăng. Sao mày không tăng nữa đi? Sao mày không tăng nữa đi? Con tăng là con tiêu cậu ơi. Ai cha, ai cha, cậu ơi cậu. Gì vậy? Tự nhiên con muốn đi. Đi đâu? Con đi đây. Tiền bán cái chợ đâu? Em đâu có bán gì đâu anh. Ngồi đây. Dạ. Mày nữa hả? Dạ. Chứ ai nữa? Ngồi im đi tao. Thì nãy giờ ngồi im mà. Ngồi đây, tao có cái gì sai rồi đó. Không, hai anh em mình cùng đúng đó. Đúng thì mày ngồi im. Dạ, ngồi im mà. Vô dây hàng thẳng lối đàng hoàng coi. Vô rồi. Tao phát hiện bây giờ. Mày nhảy tao theo mà. Yeah. Yeah. Ô là la. Mày giỡn mặt với tao hả? Anh ơi, khoan khoan, em nói anh ơi. Quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: tri nghĩa bất tri vô giọng giả. Giả hả mày? Mày giỡn mặt chứ tao hả? Tao tới đây không tiền trả nữa chứ mày. Dừng lại đây. Tía, sao tía biết con đây vậy? Dạ, ừ. Con kêu đó, cậu. Trời ơi. Ai ra đánh con tao? Thích thì đánh. Cao to, mạnh mẽ. Con chuột bự chà bá luôn. Ai cho ăn hiếp dân làng yếu đuối? Đó là chuyện của tôi. Tới đó thu tiền bỏ kê. Không có tiền bạc gì hết đi về. Ông nói gì không ra? Mày đi đâu? Đi rất giàu ông nội. Ông già, ông hay lắm. Chuyện này tái ngộ. Bà. Tía. Con có sao không bà? Dạ con có sao tía. Kêu con học võ hồng thân không chịu học để người ta quýnh vậy hả? Tía à, mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng là được rồi. Vì quân tử động khẩu bất động thủ. Thôi, định nói sách có câu nữa đúng không? Dạ. Nghe ghi cũng quen rồi. Để dành nói cho bà con kìa. Bà con, tôi thấy bà con lương thiện nên học ít võ để làm phòng thân với rèn luyện thân thể. Sẵn tôi có võ đường nè. Nếu bà con thích, theo tôi về tôi dạy miễn phí. Người ta học võ, người ta đi quyền làm gì mà bà bảy bảy chém chém mới ghê vậy bảy? Trời ơi sư phụ ơi, học võ con thấy khó quá. Tại vì con quen ở chợ ở đò rồi, con quen chém mà sư phụ coi nè, con chém nè. Trời ơi bảy bảy, ở đây là võ đường học chiêu thức không à. Bảy chém chém rớt đầu người ta sao bảy bảy làm vậy sao được? Rớt đẹp quá đẹp. Bảy bảy bình tĩnh nha, bây giờ bảy tạm thời học quyền đi cho có khí lực rồi bữa sau dạy bảy chém đao xong nha. Bò. Dạ. Tía thấy con góp ý người ta hay quá, sao con chịu vô học chung với dân làng đi bò? Tía à, con không cần học đâu, quân tử động khẩu. Thôi, nghe viết quen rồi, vậy con nói câu khác đi, con phải học võ, có võ thì con mới phòng thân được, người ta không ăn hiếp con được á bò. Tía yên tâm, tía đừng có lo cho con. Bây giờ vậy nè, tía đang mệt đúng không? Để con ra sau hè con leo lên con hái dừa cho tía uống, tía đỡ mệt chịu không? Nhưng mà con phải học võ chứ. Tía đừng có lo cho con không học đâu, con hái dừa cho tía uống hà. Dậy đây, hai bay lên đầu tao ngồi luôn đi. Cái ông này nè, nãy đánh đàn em tụi mình đó đại ca. Tới đây làm cái gì? Ông già rồi, ông về ông dưỡng già đi, đừng có xí vô chuyện của tôi. Không có xí gì hết. Ở đây là võ đường của tôi, không mà tôi xử anh đi về đi.
con đường là do ông chọn nha. Lên! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Gì tía ơi, vừa nè tía ơi, tía không, tía, tía ơi, tía có sao không tía? Tía ơi, tía, bà con ơi, tía tôi có sao không? Tía, tía không thể nào, tía lo cho con được nữa bà, con, tía con gắng sống giữ mình. Dạ, bảo vệ cho bà con. Tía ơi, tía ơi, tía dạy. Tía ơi, tía kêu bà con gì? Tía dạy còn gian dở mà. Tía, tía ơi. Thu tiền bảo kê cho tao. Ai không đưa đập hết cho tao. Bội má mày tặng nhét trong đây không thôi là tía theo bả về chào ông bà rồi. Chứ nằm chứ làm con sợ quá vậy. Bo, tía ơi, tía thấy con là chưa từng học võ mà sao con đánh đẹp quá vậy bo? Tía ơi, con chưa từng thôi chứ con phải là con không biết. Ủa vậy hả? Con thấy tía từ lâu dạy các môn đệ đó, con học lâu rồi. Trời ơi, con có khiếu, giỏi quá bòi. Từ nay chức trưởng môn, tía sẽ trao quyền lại cho con dạy cho bà con nha. Tụi bay muốn gì nữa? Không có gì, tụi chỉ muốn xin gia nhập võ đường thôi mà. Hơ thầu. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Ôi xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông ta điền quá. Người đó rất giàu có. Vậy là không phải rồi à. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho dai nặng lãi. Nay là kiếp nạn, rất nhiều dông bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái dông đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi hả? Trong tôi cũng có nữa. Có
nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông, cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn, nó ăn trong vòng 3 ngày ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông Tá Điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi, ông muốn sống đi hưởng của cải hay là muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ, thôi thôi, nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ây da, ra mày. Ủa bà, mày ở trong người của người ta, mày bám người ta, mày không biết nhục hả mày? Ra mày. Bà nổi cha mày, con đá mày bây giờ. Ra mày. Tính vô chỗ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống, bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bài ở trong đó. Đi, lôi đi con. Trời ơi, nó ra quá trần. Lấy đồ bắt nó lại. Nó ra quá trần kìa. Nó ra kìa. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho bằng người sao nó nhất quá. Nhất? Biết tại sao nhất không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi, quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dán, lên ghế ngồi. Dạ dạ dạ. Ráng đi ông, ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Đâu, đâu, đâu. Để rớt cái đất được có sao. Đem lại đặng cho ông uống. Bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay, khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Kiếu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy thì đứng dậy. Chào pháp sư. Không phải, không phải đứng dậy, có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À, bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ, muốn cho nhiêu cho. Dạ. Đây pháp sư, cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Thôi đưa hết cho rồi lấy ra làm chi, không biết không biết. Rồi giữ đi. Ờ, giữ đi. Rồi, kiếu nha. Dạ. Nhớ, ăn ở của nhân của đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình. Dạ. Ăn ở không nhân không đức, chết bất đắc kỳ tử. Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi. Chào ông. Dạ, cảm ơn pháp sư. Ông, thấy trong người sao rồi ông? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy à, ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, vô bếp làm những món ngon cho ông. Dạ. Nó bồi bổ sức khỏe lại. Dạ. Ông ơi. Cái gì? Ở cái sổ kìa. Ông ta đi. Mặt mày máu me không à? Mày làm cái gì vậy? Trốn. Ông làm gì vậy? Tao trốn. Trời ơi, không lẽ pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn vong trở lại đây sao? Không được, tao có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu Lương Y lại cho tao, kêu Lương Y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống.
Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. À, có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Thôi, hồi đó bị quay bị phải không? Nó chai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi, tâm trạng đang bấn loạn, ăn thua ngủ không yên, đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi hỏi tâm trạng con như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới độ vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh, còn cơ thể của ông bình thường không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Về đi. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì vậy? Ông tính tới đây phá đám tụi mày không? Ê, ông phải coi kỹ là ai phá đám ai nha. Tôi là lương y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc cho người ta. Tôi phá đám người ta hầu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nữa phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy lang hả? Không dám lang đâu. Nếu có lang thì là lang lùng. Một trong những tay thiến heo nổi tiếng rồi lâu ngày, rồi mạo danh nó là thầy lang. Lang cái bóc gì thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu. Hả? À, không nhà, không cửa, lăn lê bò lết ngoài đường. Hả? À, rồi lấy cái đồ này nè, mặc lên quá trang, làm thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông xin bụng không? Cái gì? Tôi bỏ bừa một cái là cặp giò của ông, 10 móng mà thằng con thành 6 móng không? Trời ơi! Ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Ông nói tôi là một người kêu bậy bạ hả? Được. Thì vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha. Ông dám tỉ thí với tôi ha. Sợ thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được. Vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao? Thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? Tự nhiên hai người thì chiến đấu, thi đấu với nhau, tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Ủa, ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. À, nếu chấp nhận cuộc tỷ thí này thì ông phải chóng mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy quế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang tâm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn. Nhìn đi. Coi chừng ông thầm á. Chuẩn bị uống linh dược. Ở em bên tụ về đây. Ấm nó có cái 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 Ah!
đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Dạ. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi, uống đi, uống đi, uống. Thầy sao? Dạ. Thầy đó, khỏe khỏe đó. Đó. Ông hãy nhìn đi, ông kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chóng mắt lên mà coi. Ông, ông ơi, ông có sao không? Ông ơi, ông. Cái này ông chỉ bà hộ. Bà hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi hả bà hộ? Hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ông bá hộ, ông bá hộ ơi, ông bá hộ ơi. Thôi, hết cứu vãn được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin, ta chưa tin. Hả? Vậy là ông chết rồi. Đúng, chính đồng ý ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ông sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ông. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ông uống thì ông là người giết ông. Ông em đi. Có ông rồi đó. Trên bắt tôi thấy nè, ông bỏ thuốc vô ly nước. Tức là hai ông. Được rồi, tôi sẽ đi báo quan. Mày ông là giết người, giết vũ ông. Theo tôi. Khoan, nghe. Mày ở đợi, mày cũng không có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này, tại thằng khốn nạn này mày muốn hại tao. Thế nên mà ông này là nạn nhân, tao không muốn giết ông. Ha, bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này, tao sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi. Anh bình tĩnh, anh gia đình bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Không được, bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Mày bây giờ đừng có đi báo quan nha. Nha, tôi lại ông nha, đừng báo quan. Không được, lỗi này là do ông đổ này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi đi. Thì con trai này. Ông ơi. Ông Hồ Dương hả? Tùng, lại đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết, ông nhờ con một việc. Dạ. Con hãy tốt hết những cái nợ mà người ta thiếu ông, một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm gì ông mới yên lòng? Con làm được không? Dạ con làm được. Được, vậy thì ông đi. Ông ơi. Mày đứng lại không? Tao đè mày đứng lại không? Mày cú giật con, chết mày con, gì khó hỡi tay tao hả? Mày sao hả? Tính nhật nợ ta hả? Mày tính trốn hả? Trốn khỏi không? Chơi thấy gớm mà. Ông ơi, bắt được con nợ rồi. Trời đất ơi, mày chạy cho cô hả mày? Hả? Mày chạy hả? Mày hiếu nợ người ta mày chạy hả? Lúc mày mượn nợ người ta sao mày nói chuyện ngon quá mà tới hồi mày trả nợ người ta mày xu mày hư vậy đánh nó biết hay là giật nợ người ta. Trời ơi, cái mặt mày dữ như con quỷ vậy đó. Mày đánh quá nó chết rồi, ai trả nợ cho tao? Kệ nó chứ, ai để cho mượn nợ chứ. Mượn nợ thì giờ mặt người cái hơi khó áo ôm cho mượn nợ để rồi nó hồi xù nợ, nó xù rồi phải chạy kiếm nợ. Mày muốn chết là biết không? Mày là chủ hay tao làm chủ? Ông làm chủ của con làm đệ tớ. Bước qua bên. Quên. Sao? Tại sao mày thiếu tiền tao mày cứ trốn chui trốn nhủi vậy? Mày biết mày trốn chui trốn nhủi như vậy, tao tìm mày tao mệt lắm mày biết không? Tao nói mày biết chưa? Ngày hôm nay mà mày nói chuyện không xong á, tao giết mày chết mày biết chưa? Cái gì vậy? Quên. Sao?
tôi mượn ông có một quan à, tôi lo ma trai cho mẹ của tôi, vậy mà một năm sau ông lấy tới 20 quan lận, rồi tiền đâu tôi trả cho ông nổi được chứ. Mày không trả nổi thì tại sao mày lết cái mặt ngò cái mày tới mày mượn tiền tao hả? Tao không cần biết, mày không trả cho tao, tao sẽ xiết miếng đất nhà của mày. Không có được, cái miếng đất đó 50 quan lận, ông có được lấy miếng đất đó. 50 quan à? Đúng rồi, tao chỉ trả cho mày đúng 20 quan tiền thôi. À, ông làm vậy không có được nha, tôi không có đồng ý đâu. Mày không đồng ý mày cũng phải chịu. Ông, nếu mày không chịu, tao sẽ báo quan gống cổ mày cho mày ở tù một không. Ông dám? Mày dám gì? Mày muốn lại? Dám quánh hả mày? Nè, còn quánh không? Không quánh đó, lôi cổ nó về nhà thì ký văn tự. Mày nói nhiều hả? Tao nói cho mày biết nha, coi người các bạn nha, không đến là không được, không đến là không được, không đến là không được. Quán cho mày biết thế nào dễ đỏ. Tao kêu mày lôi cổ chứ hay là kêu mày đánh nó, thấy chưa? Con sợ con đứng lên đi rồi nó chạy thì làm sao? Rồi mất công là con phải rửa nữa. Con là con người mà, chứ đâu phải con thú đâu mà rửa nó tối ngày. Mày làm chủ, mày ra làm chủ. Dạ quên. Lẹ lên, muốn làm gì giờ? Đây. Vậy cho chắc ăn không ha? Làm gì đi, tò tò sau lưng làm anh hết hồn quá vậy. Em tính khiều anh mà chưa kịp khiều là anh quay lại, anh hù em lại luôn á. Anh hả? Em qua nhà em tìm anh, em đi chợ á, em ngang qua nhà tìm anh mà không có thấy anh, thì ra anh ra đây anh câu cá hả? Câu cá là cái cớ thôi, thật ra là anh đi trốn nợ. Lại chuyện ông bá hộ nữa hả? Đó, lại là bá hộ chê nè, mới tháng rồi làm đám giỗ cho tía, không có tiền mà ưng ổng 2 chinh à, một tháng ông lấy lên thành 2 quan luôn á. Trời ơi, sao ông ăn lời cắt cổ dữ vậy? Bởi vậy mấy ngày nay ông sai con gia nhân của ông đi. Trời ơi, con đó như anh sợ lắm cơ, mỗi lần gặp nó làm thấy ghê lắm. Bà gấu lắm phải không? Đúng rồi. Ôi bà dữ lắm á, bởi vì bà ế tới bây giờ đâu ai thèm hốt bà đâu. Rồi nhìn mặt ông bá hộ cũng vậy nữa. Trời ơi, nhìn cái mặt thấy ghét, nhìn là biết con người không đàng hoàng, không ra gì rồi. Đã vậy còn để con dê chó dính lên mặt nữa chứ. Bực bội gì đâu á. Nhiều lúc gặp ổng sao? Anh muốn bắt dê ghê luôn á. Không có bắt được đâu, nhờ con dê đó mà ổng mới vào đó. Ất dạ. Cả tháng nay em ở đợi bên đó hả? Có chuyện gì xảy ra với em không vậy? Tùm lum chuyện hết á. Ổng làm cái gì em vậy? Anh đi bắt dê ổng mới được. Không có, đừng giận mà. Thật ra đó thì ổng chưa làm gì em. Em chỉ muốn là ổng làm gì em thôi mà ổng chưa làm. Trời ơi. Không phải, ý em nói là ổng để ý tới em, thương cho hoàn cảnh của em, để mà cho em được về nhà ở với tía em. Biết ngay luôn mà. Ông bá hộ chê đó đó. Ổng dê, ổng dê như dê vậy đó. Ủa vậy chứ ổng không dê như dê, ổng dê như con gì hả anh? Anh không biết, anh không có văn nói, anh không biết sao. Thôi nhưng mà anh ơi, anh giả vời bây giờ. Anh lo cho em lắm. Thôi anh đừng lo cho em ổn mà. Nhưng mà tía em ở nhà không ai lo, em buồn lắm. Vậy bây giờ mình tính sao với hoàn cảnh này đi anh? Chứ không lẽ như vậy hoài sao mình chịu nổi hả anh? Đúng rồi, nếu mà hai đứa mình cứ sống ở đây là phải chịu cảnh nợ nần ông bá hộ. Hay là anh tính vậy? Sao? Mình bỏ trốn nha, mình kiếm một nơi khác mình sống. Bỏ trốn? Ừ. Bỏ trốn hả? Bỏ trốn có được mình không? Mình bỏ trốn đi. Alo, khoan. Bỏ trốn rồi mình đi đâu, mình ở đâu, mình làm gì để mình sống hả anh? Thì mình tới một nơi nào đó, không ai biết gì tới mình, lúc đó mình tự sinh sống ở đó. Mình lập nghiệp lại hả? Ừ. Vậy còn tía em sao? Tía em ở đây ai lo? Làm sao mà em có thể bỏ tía em đi được? Đúng rồi, tía em đang trong cảnh bệnh hoạn nữa. Hay là vậy? Hả? Anh sẽ dắt tía em đi theo luôn, dắt em đi luôn. Anh sẽ lo cho 2 tí con em.
Trời ơi, như vậy là ba miệng ăn lận đó. Thì làm sao mà mình có tiền mình sinh sống chứ, bây giờ làm sao đây anh ơi? Em rối quá. Anh có tiền. Ủa, anh Gâu Gâu? Anh có tiền làm cho em đi theo cái thằng bạn của anh. Ôi mày anh, là anh Gâu Gâu, anh làm gì có tiền mà anh cho tụi em hả anh Gâu Gâu? Anh có cách, mày yên tâm đi, mày đừng có lo gì hết. Mọi chuyện để tao lo. Bây giờ mày làm trò nghèo tiền đâu rồi, mày không có tiền đi thi nữa kìa. Khùng quá, tao có cách rồi. Mày cứ nghe lời tao đi, tao dặn cái gì làm y chang vậy. Còn em, dạ, cầm bé này. Dạ. Nghe nói nè. Hiểu chưa? Nói lại đi. Em không nghe. Em biết rồi. Anh em... có nói gì đâu. Ủa vậy hả? Trời chết rồi chị làm gì vậy hả? Nhớ chưa? Anh có nói chưa? Nói rồi. Em biết rồi. Đi đi. Dạ. Em đi nha, em đi nha, chờ tin tốt của em nha. Tao biết luôn rồi. Mày có nghe gì tao nói đâu, mày biết luôn rồi. Xạo mày á. Bây giờ mày cứ nghe lời tao. Mà quan trọng bây giờ chuyện sao mày nói tao nghe coi. Bây giờ tao kêu mày làm cái gì, mày làm y chang vậy cho tao được rồi. Đây. Ê. Hai thằng dẫu cáp. Cái gì? Cái gì vậy? Giáp bạn. cậu. Tụi bay á, tụi bay âm mưu hại chủ tao phải không? Hả? Tao từ đằng xa tao nghe hai đứa bay nó âm mưu giết chủ tao đúng không? Không có. Không có. Tôi rủ nó đi câu. Còn mày nữa, chừng nào mày trở lại chủ tao. Cái gì? Hai quan đó hả? Hai quan đó cho tôi xin 2 ngày nữa đi. Hai ngày sau tôi trả tiền cho ông bá hộ chơi. 2 ngày mày thấy trả rồi chưa? Còn nếu mà qua 2 ngày mày không trả đó thì mày biết là tao sẽ ra tay thế nào. Mày hỏi thằng này nè, ra tay nhẹ nhàng nhưng mà rất là ác độc, đúng không? Thì ghê lắm, bắn ngồi lên người tao mới dậm. Biết chưa? Biết rồi. Lôi mày đi đi. Mày. Ông chủ ơi, ra đây, an toàn rồi. Có an toàn không mày? Ông chủ, mình đi đòi nợ mà, chứ đâu phải mình trốn nợ đâu. Mà tại sao mà ông chủ gian như vậy? Đã vậy còn biểu con nó đi trước là sao? Không hiểu gì hết. Ở trong làng này nó đồn tao là người giàu mà ác lắm. Thì là tao sợ tụi nó thích khách. Để kêu mà đi trước để tiền trạm, bảo đảm cái an toàn cho tao. Nếu mà lỡ cái gì là con chết trước chủ cái gì? Đúng rồi. Ủa ông con đâu làm bao nhiêu tiền đâu, đủ cái gì con hy sinh hả? Mày là gia nhân thì nhiệm vụ mày phải phục vụ cho chủ. Đúng rồi, chết cho chủ. Rồi giờ xong xuôi hết rồi đó. Rồi tụi nó hẹn là 2 ngày nó sẽ trả nợ trong chủ, mà qua 2 ngày nữa không trả nợ trong chủ con sẽ ra tay nhẹ nhàng cách độc ác. Được, tốt. Gì ạ? Hình như có người nghe lén. Mày làm cái gì ở đây? Mày nghe lén hả mày? Tôi trả nợ ông rồi nha, ông lấy miếng đất của tôi rồi, còn tôi ngồi ở đâu chuyện của tôi, mắc mới cho ông. Đúng. Mà hai người xích ra phía trước đi. Cái gì? Đấy, nó kêu đi đây. Không được ở đây. Mày giỡn mặt với tao hả? Đây là con đường làng của chung, tao muốn đi đâu thì đi. Mày làm cái gì đó? Ông đừng bước vô đây nha. Trong đây là khu vực rất nguy hiểm nha. À, thì ra là mày lén lút mày giấu cái gì ở trong cái bụi đó phải không? Không có nha, không có cái gì trong đó để tôi giấu đâu nha. Tránh ra. Không. Tao kêu mày tránh ra. Không được, ông bước vô đây là không được đâu, chỗ này chỗ riêng của tôi. Dạ nhân. Dạ. Vô lục soát. Sao không vô? Cái gì cũng sai con hết. Con là người mà con khấu đâu. Hỏi là sai, hỏi là sai à. Nó trả nợ rồi thôi chứ. Ê mày, mày là chủ hay thay làm chủ? Quên. Tránh ra, không thôi tôi ra tay nhẹ nhàng một cách độc ác. Đi vô luôn đi. Ôi, trong này không có gì, ngoài này có cái gì không? Ôi, bưng ra không? Hả? Bưng ra không? Thấy cái gì bưng ra cho ông coi. Ôi, của tôi nha. Của tôi á. Của tôi á. Cái mày ra.
trả tôi nha. Trời, chỉ làm con chó đá thôi ông à. Tưởng cái gì quý giá, ba cái đồ rẻ tiền này mày cũng giấu. Kệ tôi, rẻ tiền của ông nhưng mà quý của tôi. Quý gì mà quý? Quý lắm á. Quý chỗ nè. Hey. Cái gì? Gấu 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 gấu. Cái gì hả? Tao mới ra ngoài chợ á. Tao thấy dân làng ngoài kia người ta làm gần gần ngoài đó. Có gì nè? Hả? Cái này là cái gì nè? Ông ơi. Ông về lại. Đi. Hey. Đem về. Ngồi lại mà cái gì tao không biết. Thì đem vậy. Tránh xa ra nè. Tính ám sát tao. Con đi. Có gì đâu mà ám sát được ông. Tôi đi về nha. Đứng em. Đứng lại. Không ai được phép đi khỏi khi tao chưa cho phép. Thôi để tôi đi về. Đứng em. Thì không biết tôi ra tay đi. À mày giữ đó tao đọc. Mày đứng im nha. À, mày đọc đi. Chữ nó chê tôi. Mày đọc đi. Chữ nó chê tôi. Tao đâu có biết. Chết chị. Tao giỡn với mày thôi. Khi vua chạy loạn, có ngang qua vùng này, lưu lại hai con chó đá. Đây là vật phẩm của triều đình do thầy địa lý là ai tìm được sẽ được trọng thưởng và thăng quan. Ê, tôi đi về nha. Con chó đá nè. Tôi đi về. Con chó đá nè. Hả? Của tôi mà. Ông biết, ông biết, ông biết. Đây nè, con giữ con chó đá này về con giữ làm cái gì? Ông là sưu tầm về đồ cổ. Không lấy con bán lại cho ông đi. Không, không, tôi không bán cho ông đâu. Bán lại đi. Không bán. Tôi không bán cho ông đâu. Tại vì muốn bán hay muốn ở tù? Thôi, ông muốn mua nhiêu tôi bán cho. Con chó này ông trả con 10 lượng được không? Trời ơi ông mua vừa phải thôi. Con chó đá vậy mua 10 lượng. Trời ơi, 10 lượng mua 10 đứa chứ con á. Tao lộn, tao liền, 1 lượng. Thôi, ông mua vậy tôi không bán đâu. Thôi đi về. Bán, hả? Ông cho ông đi. 10 lượng. 10 lượng tôi mới bán. Được. Ông trả ông 10 lượng. Mày về nhà nói bà mày. Lấy vàng đem đi qua đi gấp. Lẹ lên. 10 lượng. Ừ. Trời ơi ngu giá mang con chó vậy mua 10 lượng. Mày nói cái gì đó? Mày lẹ lẹ chứ. Lẹ đây con, lẹ xuống đi. Bây giờ tôi quyết định lại rồi. Sao? 20 lượng tôi mới bán. 20 lượng. Thôi mà, 10 lượng đi. Tôi đi. Không, đi về. Thôi được rồi. Tao chấp nhận 20 lượng. Cậu ơi. Hả? Cậu. Hả? Cậu. Tao nói mày nghe nè cậu. Cái gì? Tao với mày bày trò này để gạt ông Phú Hậu chơi á. Tao thấy không có ổn đâu á, bất ổn với ổng lắm. Có gì đâu bất ổn, chuyện bình thường, mày lo gì? Sao bình thường được? Mà mày thấy cái vụ con chó trước con tao với mày á, lấy 20 lượng của ổng lần á. Mày làm gì? Mày có tham lắm không? Tham cái gì? 20 lượng là còn ít á. Tao kỳ này phải lấy nhiều tiền hơn nữa. Tao phải lấy quá trời tiền của ổng luôn. Tao lấy hết lại của ổng luôn. Chia cho dân làng nghèo ở đây. Rồi tao còn lấy lại miếng đất của tao nữa chứ. Tao... Hiểu không? Thấy ổng cũng quá đáng cũng nên làm như vậy. Mày nhưng mà tao chỉ sợ ổng... Sợ cái gì? Mà tao phải cảm ơn mày mới đúng á. Cảm ơn tao cái gì? Lúc má tao mất á, mày đẻo hai con chó đá gắn lên mộ của má tao. Nhìn hai con chó đá, tao mới suy nghĩ ra cái chuyện này chứ bộ. Thì tao thương bác gái, thương má mày nên tao làm vậy thôi. Ai biết được mày suy nghĩ được cái này. Mày cứ yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao hết á. Kế hoạch này sao rồi, sao mày biết được ổng sẽ qua đây? Chứ còn gì nữa. Có phải mày hứa ổng là 2 ngày sau mày trả nợ cho ổng đúng không?
Đúng rồi, bữa tao gặp con gia nhân hung dữ gì của ổng á, nó làm cái ghê lắm, mà tao hứa 2 ngày trả. Rồi mày có trả đâu? Tại mày không cho tao trả chứ bộ. Đúng rồi, kế hoạch của tao lên hết rồi. Bảo đảm ngày hôm nay ổng sẽ đây tìm mày. Là mày biết chắc chắn bữa nay ổng sẽ qua hả? Chắc chắn, mày cứ yên tâm đi. Tao đã nói với bạn gái của mày rồi, chuẩn bị đồ hết sẵn rồi. Hôm nay tao phải lấy hết tiền, lúc đó mình cao chạy xa bay. Vậy là tao sẽ dắt ức đi luôn. Ừ, hết quá. Dạ ba. Trời ơi, mày mày lên ghê. Ổng tới thiệt rồi kìa. Tao đi. Dạ mày tự lo hiểu nha. Ừ. Dạ, tới ngày hẹn của chủ tao rồi mà tại sao mày không trả? Mày tin là mày không trả là tao xử mày đẹp không? Dạ ba. Không có thằng giam ở nhà đâu. Thằng nào vậy? Tụi đó. Dạ. Ủa cậu à, mày chui xuống giếng làm gì vậy? Chuyện của tôi, mắc mới tới bà đâu. Chuyện của mày tao phải biết chứ. Biết chi? Mà mày chui xuống giếng làm cái gì? Tôi có chuyện của tôi. Chuyện gì? Ủa thì... sao giếng khô queo vậy mày? Anh chết ra đi, đừng dọn nữa. Hey. Cái gì hết? Hình có một con chó dưới phải không? Thì đúng rồi, ổng dính gì tới bà đi. Con chó bằng đá phải không? Đúng rồi. Ông chủ tới rồi nè mày ơi. Con đã phát hiện được một vật. Sao? Dưới đây. Vật gì? Một con chó đá. Ủa? Con chó đá thứ hai à? Con chó này của tôi nha, không phải của ông đâu. Thì ông biết rồi là của con. Nhưng mà ông muốn mua lại được không? Thôi, tôi không bán cho ông đâu. Sao vậy? Lần trước bán con kia rồi, bán luôn con này luôn cho nó có cặp. Lần trước tôi bán hết cho ông, lần này tôi không bán cho ông đâu. Thằng giám nó không có ở đây đâu, tôi kêu nó lên triều đình rồi. Thông báo cho triều đình biết là tôi đã tìm được một con chó rồi. Và tôi sẽ được thăng quan tiến chức. Ông sẽ trả giá cao. Thôi tôi không bán cho ông đâu mà. Trả còn 20 lượng. Thôi hấu rồi. Lần trước bán 20 lượng muốn gần chết. Thôi được rồi, ông trả thêm cho con 30 lượng. Không. Thôi mệt quá, để con giật một tiếng bột bán liền 200 lượng kèm theo tao. Trời ơi. Trời nó ơi. Chịu kìa. Mày điên. Mà nó chịu. Gì vậy? Thế mà nó tôi chết hả? Thôi. Ngày hôm nay tôi mệt lắm á. Tôi vé cái giếng này để mùa khô ở nhà anh Giáp nó có nước nó uống. Vô tình gặp được con chó. Mà giờ tôi bán cho ông 200 lượng. Lỡ lắm rồi đó. Mà tôi cũng chấp nhận. Tôi lấy 200 lượng đó tôi ăn học. Rồi tôi đi thi. Sau này tôi được làm quan ở trong triều đình. Còn ông á, ông có được con chó này, ông đem lên triều đình mà ông cũng không có ăn học gì hết, ông cũng được làm quan. Biết đâu tôi với ông làm quan chung sao? Biết nghĩ gì là tốt rồi con. Dạ bây giờ dứt giá 200 lượng nha. Được rồi, chạy gì nha, đem vàng tới đây lẹ lên. Dạ. Trời, công nhận ông ngu dã man, con chó giá 200 lượng. Mày nói gì đó hả? Khoan, từ từ con. Chờ chút. Ngồi xuống đi. Trời ơi. 200 lượng. Mình chỉ cần tốn 200 lượng thôi. Mình mốt mình sẽ được làm quan, kiếm lợi biết bao nhiêu là lượng. Lúc đó mình sẽ dùng quyền hành của mình để lấy lại 200 lượng là mấy hồi. Ông ơi, 200 lượng có rồi. Ông ơi, 200 lượng nè. À, để xuống đi con. Mở ra cho nó coi. Đủ luôn. Đứng xa xa,
coi chừng mày chói mắt với mày chết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa, tao chưa mở mà. Ủa, vậy hả? Sao? Coi thử coi. Gian thiệt đó. Đừng cắn nhẹ nhẹ con, nó mẹ hết. Vậy được rồi. Buồn quá. Thấy chưa? Mày yếu quá, mày thấy con dai nhân tao không? Ôm nhẹ nhàng mày, cái gì mà quá tai. Bà được ăn nhiều, tôi có được ăn gì đâu. Thôi được rồi, thôi đi đi. 200 lượng, ổn quá. Thôi được rồi mà, bán rồi còn tiếc nuôi cái gì nữa. Tiếc quá đi. Chỉ có 200 mấy lượng thôi mà bây giờ tao có cả một báo vật cho triều đình. Con chùi nha, con chùi nha. Chùi đi con. Phen này tao sẽ được trọng thưởng. Mày làm cái gì vậy gia nhân? Con chó này thấy quen lắm đây. Sao? Quen cái gì? Thấy ở đâu rồi nè. Làm gì có? Có. Không phải thấy một con mà thấy hai con. Ừ thì hai con. Một con nữa đâu? Ở nhà tao mua rồi. Mà cái con đó có giống con này không? Y chang. Hai con giống nhau. Ừ. Trời ơi, con đã biết hai con chó đó này ở đâu ra rồi. Ở đâu? Hôm bữa con rượt thằng cẩu ở bên nghĩa địa, chạy vòng vòng cái mộ má đó, con phát hiện có hai con chó đó nè, mộ má đó nè ông. Cái gì? Không lẽ tao bị lừa? Mày làm gì trong đó lâu vậy? Ra đây lẹ đi Thơm. Chuẩn bị quần áo lẹ lên ra quay nè. Đợi xíu. Trời đất ơi, tao nói à, bữa giờ từ hồi mà nghĩ ra cái trò mà làm ba cái clip khùng điên đưa lên mạng, trời ơi, tao nói hả, lượt like quá trời like luôn. Ôi, tao nói thiệt chứ mày á, có clip hả, 5-7 ngàn like luôn. Lượt, lượt, đó, trời đất ơi, đó, mới nói con điên cái là nó hiện hồn liền. Xong rồi, xong rồi. Đẹp chưa mày coi, đẹp chưa, đẹp bây chưa. Bây giờ á, là cái comment với cái like của mình nó nhiều lắm rồi, đúng không? Bởi vì bữa nay mình mới quay thêm clip mình quay nè. Đó, làm clip khùng khùng điên điên lên, hiểu không? Đó, giờ bây giờ mày chuẩn bị chưa? Rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, bây giờ mày quay tao nha. Rồi, quay nha. Rồi, mày coi, được chưa, được chưa? Rồi chưa? Khi nào nói quay là bắt đầu tao diễn nha. Rồi, quay đi, quay đi, quay đi. Bắt đầu. Bị gì vậy? Cái mặt mày lên làm nghiêm túc, cái mặt mày như hà lá vậy, mắc cười. Trời ơi, mình phải khùng trong tỉnh mà tỉnh trong khùng, mày hiểu không? Không. Chứ mệt quá, mày tập cho mày quay đi, mày quay đi. Mình tưởng ngoài mày khùng lắm, mày lên mày làm mặt nghiêm nghiêm thôi, vậy tao mắc cười quá. Mày phải giả bộ hiền hiền để cho giống hot girl, mày hiểu không? Rồi chưa, rồi chưa? Dạ, 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 dạ. Vô, 2, 3. Hey. Thôi tao đừng nhìn mặt mày đi. Nhìn mặt mày tao quay không được. Lỡ mày quay không chúng mặt tao sao? Rồi tao quay chung hết rồi. Rồi 2, 3. Bởi mà em nói, em nói mà mỗi lần mà em mày đứng dậy rồi sao mà tao mà biết được? Bây giờ không lẽ tao quay mà tao cứ niễn niễn bên vậy hoài? Mày tự canh máy đi chứ, mắc cười quá. Tao có cười mà cười. Mày có khùng không? Tao vừa diễn mày làm sao tao tự canh máy được? Mày phải canh tao chứ. Tao mắc cười quá sao? Bây giờ mày lên đi đây. Mày ngồi, mày ngồi dưới đất mày quay đi, còn tao ngồi dưới xích đu nè cho dễ. Bây giờ mày ngồi xích đu phải không? À. Rồi tao quay, tao bỏ cái xích đu tao lấy mày thôi ha. À, làm được không hả? Rồi rồi, mà mày diễn mắc cười chứ, tao mắc cười quá. Mày miệng đi mày ơi. Bởi em nói mà, đẹp khổ lắm. Thực sự là em sinh ra em đâu muốn em đẹp đâu, mà cha mẹ em sinh ra em đẹp quá mà. Bởi vì nhan sắc em đẹp vậy nên á, mấy anh ca sĩ, mấy anh diễn viên nổi tiếng trong showbiz á, mấy ảnh săn nói em dữ lắm. Giống ví dụ như cái trường hợp anh Đông Cao Thắng nè, anh nói là anh yêu em, nhưng mà em sợ lắm, tại vì bởi vì anh có bạn gái rồi, bạn gái là Đông Nhi đó. Sau khi mà anh Đông Nhi biết là ông Cao Thắng yêu em đó, Đông Nhi tức quá về đẹp mình đánh trộn luôn. Rồi nhưng mà bi kịch một điều nữa là anh Đàm Vĩnh Hưng anh biết chuyện đó, anh Đàm Vĩnh Hưng anh không có muốn là em quen Đông Cao Thắng nên anh ra sức ngăn cản. Ôi, anh lấy xe, chiếc xe lít xịt của anh đó, anh qua nhà anh rước em đi cái event. Mà em nói là thôi, em không có đi đâu vì em không có áo quần. Sao anh đưa em thẳng vô fashion. Anh đưa em thẳng vô fashion mua bộ đồ. Vừa bước vô fashion định chọn đồ một cái, trời ơi, anh Minh Nhi anh nhào ra.
Anh Minh Nhí anh nhào ra, anh nói là anh yêu em, anh thương em. Sao một Minh Nhí với lại anh Nam Dĩ Thương đứng cãi lộn, sao anh Hiếu Hiền thấy vậy? Nắm tay em, đưa nhau đi trốn. Trốn thẳng là bãi coi phim. Trời ơi, bây giờ càng ngày mày càng điên nó mắc cười quá. Trời ơi, sao tao nghe quay mày cắt vậy? Quá mày làm mày khùng quá mày ơi. Mà tao nói mày quay clip này là không ăn đâu. Trời ơi, trời ơi thượng ngát đi, trời ơi. Cái này con nhỏ bán bơ nó làm gì rồi? Mày kệ nó chứ, bây giờ tao cứ đưa lên mà miễn sao lượt view của ai coi nhiều hơn thì người đó thắng người mày đó. Mày thua nó xa, nó đưa lên 2 tháng trước rồi. Ủa chứ bây giờ sao? Chị bỏ clip này đi, bỏ clip này đi. Kiểu này là thua rồi. Bỏ clip mày đi, bỏ xóa clip mày đi, mày quay clip khác. Nó ném đá mày bắn đầu luôn á. Bây giờ sao? Mình phải có cái clip khác chứ. Bây giờ mình... Bây giờ vậy. Sao? Lần này là tao lăn xê mày luôn. Cái gì ghê vậy? Tao đưa mày lên luôn. Bây giờ tao kêu thằng Tý ra quay clip cho tao mày. Có tao luôn hả? Cho mày lên luôn. Chết cha gì này, tao nổi luôn rồi. Ôi, giờ Tý ơi. Ê. Đây. Chạy đây mày. Đây. Chạy đây. Tý ơi. Tý hoài. Đưa cho nó đi. Đưa cho nó đi. Ê mày quay đi. Quay đi. Quay không? Ừ. Quay. Quay cho tụi tao mày đứng mày nhảy nhảy quay hả? Xong rồi. Trời ơi, gỡ không luôn, quay mày đưa lên mạng rồi. Quay cho tao nè. Bây giờ quay cho tao với lại thằng Tèo nè. Mày quay về. Quay cận tao là tụi tao ca. Đúng rồi. Kìa là tao nổi rồi. Chưa quay lại. Chưa rồi. Quay tụi tao đi, quay đi, mày bắn quay đi. Trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em khuê các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng chàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng giang em có ốc hột toàn nè, nhà anh có ruộng cò bay mà thẳng cánh, thì nhà em có vườn trái cây mà rớt bảnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại rai, trai thớt bò về còn gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 giò lái, rước dâu chứ cha rộn ràng nè. À, từng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng uyên ương 500 con gà trống, 600 con vịt cồ. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời, nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xá chuyện tôn hào vất vả. 500 mực đi khắp thế gian chơi, sao trăng mực ta vẫn cứ rồng chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trên đời nè. Trời đất ơi mày ơi, từ hồi mình up cái clip qua giờ Facebook tao nó like quá trời luôn. Bình thường tao đăng lên có mười mấy like à, hôm nay 1000+ like luôn đó mày. Trên Facebook tao đứa nào vô cũng kêu tao là hot girl, 10,000+ like luôn á. Nó vô nó kêu tao hot dog. Nó khen quá trời luôn. Nó nhìn mày mập như con heo, ủa trên con heo à. Vô với mày. Giờ tao nổi ra nói chuyện tao đàng hoàng à. Trời ơi mày nổi tiếng tao không nổi tiếng à. Ê chụp hình đó ra, chụp. Đúng không? Ở đây nè. Cái gì vậy? Rồi. Ai vậy? Để không ai. Ai đó? Ê, Tèo. Anh Tèo ơi, anh là anh Tèo đúng không? Ai vậy? Chị Thơm đó. Thơm nè. Ừ. Trời ơi. Cái anh chị mà bữa qua quay clip đó đúng không?
Sao biết? Trai tài gái sắc. Trời ơi. À, đúng rồi. À đúng rồi, Thơm. À, Thơm. Trời ơi. À, hot quá, sáng tao đang học gì lộn mà bà kêu chủ gì lộn mà kêu tao ký là cái gì lộn đó. Trời ơi. À vậy là mấy cưng là 351 hả? Dạ. À, sao biết nhà chị hay vậy? À, tại vì trong cái đoạn clip nó có quay cái luôn cái số nhà á chị. À, đúng rồi, nhà chị đó, nhà chị đó. Để dạ. Hôm hôm qua kêu bỏ xóa cái số nhà rồi còn ghi lên chi cho nó. Ai biết, biết kêu tí nó làm mà cái chuyện đó là chuyện. Quỷ tí này nó để. À bây giờ hai đứa tới đây kiếm nhà xin chữ ký anh đi đây đi. Dạ không có, kiếm tiền. Dạ, nó phải quỷ sứ. Nó diễn hay dễ sợ, nó diễn ôi cần gì nói cho nghe nè. Trước giờ người ta thăm mộ là người ta tặng hoa, tặng bông, tặng gấu, tặng quà, tặng cá mà hồi trời tặng súng. Biết sao không? Rồi người ta nói là nụ hoa và cái súng. Nó không kịp mà nụ hoa nó lấy cái súng nó bắn mình. Được rồi, chị nhận hết, hoa súng chị nhận hết. Nè, nghe nè, lạnh không? Lạnh, lạnh nhẹ. Đó. Ây da. Nè. Cả em đâu. Nè, nhúc nhích ta sẽ bắn nát đi. Đừng có nhúc nhích, nó sẽ bắn nát đít. Mình hãy đứng im, nó sẽ bắn nát. Ê, phải tán chết vậy. Bắn nát không tim mà. Ờ. Nghĩ cái gì đâu không à. Bây giờ không có nhiều. Vàng đâu? Vàng đâu? Vàng nào? Vàng tụi bay đeo đó. Ở qua quay đó, vàng đâu? Vàng ở đâu? Ờ, dạ vàng. Đó, ở đây. Ờ, em để ở đằng sau bếp á. Đằng sau bếp, đúng không? Nè. Lấy cục phấn vẽ vòng tròn đi. Ừ. Ta ra sao bếp lấy. Anh ơi cái anh gì? Đừng có đi tầm bậy, em chỉ cho. Anh lao thẳng vào đấy. À. Anh lao thẳng vào đấy đi. Trời ơi anh ơi. Ê, sao cái cửa mở không được? Dạ dạ. Nhà em thấy đâu được cửa trước. Anh vô cửa sau đi. Trời ơi. Anh ơi, anh vẽ cái vòng này là ý nghĩa sao, anh phải cho biết chứ. Yêu quái đứng trong vòng. Ngu hả mày? Không có quay phim vậy. Mày không có quay phim hả? Yêu quái đứng ở ngoài cái vòng. Đúng rồi. Và tao trong cái vòng, mày ở ngoài mày mới là yêu quái đó. Mày đi đi. Rồi. Đừng có lấy mà. Anh ơi. Dạ. Đây. Đừng có lấy. Nhớ nha. Đứng em đi nha. Bước ra khỏi vòng là bị bắn đó. Để coi. Đừng có lấy của em mà. Mày điên hả? Mày bị cướp mà mày còn cười như điên vậy? Ừ, mày biết sao tao cười không? Hai thằng đó nó ngu dễ sợ. Tao bước ra khỏi cái vòng nãy giờ mà nó không biết luôn. Có phải nó ngu ghê không? Trời ơi, Tèo ơi. Tao sợ mày quá, tao lại mày, Tèo. Sao vậy? Mày có biết là tao với mày vừa mới bị cướp không hả? Yên tâm đi, nó cướp vàng giả không mày lo gì. Ba cái đồ làm bậy làm bạ. Nó đeo nó ra tèn, nó rước cái bà nó luôn. Sao mày khóc vậy? Sao vậy? Sao khóc vậy? Mày không sợ hả? Sợ gì? Chú tao sợ lắm luôn á. Sợ gì? Mày thấy không, xem tí xíu nữa nó vô là nó giết tao với mày rồi. Cũng tại tao với mày á, hai đứa mình sống ảo, quay clip tầm bậy tầm bạ, đeo vàng giả quăng lên trên mạng đó. Mày thấy chưa, thấy sức mạnh của mạng xã hội chưa? Cái đó tại mày chứ tại ai? Tự nhiên tao có nhà có cửa, mày kêu thôi Hùng là 7-8 đứa mướn cái nhà biệt thự này ở đi, không có tiền mà ở biệt thự ăn mì gói với bà luôn. Mày nói để vậy quay lên clip cho nó sang cho tao thấy mình giàu. Ê, chết chà, cái gì vậy? Ừ. Bây giờ tụi nó ra mà tụi nó biết vàng giả, tụi nó quay ngược là tụi nó giết tao với mày sao? Nó bây giờ làm sao? Bây giờ quyết định trả nhà cho người ta, về ở với ba má mình làm lại cuộc đời đàng hoàng, nghe chưa? Quyết định đi. Trời ơi, sao giờ này còn chưa chịu về nữa? Không biết đi đâu. Hương ơi, Hương, Hương ơi, có nhà không? Ủa, Hương đâu rồi? Dạ con cũng không biết nữa. Trời ơi, giờ này cũng chưa thấy về, mấy bữa nay rồi đó dì Tư. Vậy hả? Ai chà. Ủa dì Tư tới có chuyện gì không? À không không không. À sao? À, chuyện hai vợ chồng bây sao? Về chưa? Trời ơi, về rồi. Về rồi hả? Nói chuyện xong xuôi hết trơn rồi, hết giận rồi mà không biết tại sao mấy hôm nay không thấy mặt vợ con ở đâu hết trơn. Bởi vậy bay bẫy hết sức à. Lần sau đừng có để cái chuyện đó xảy ra nữa nghe chưa? Dạ trời ơi, cũng bị một lần là sợ gần chết rồi. Rồi nhỏ đó giờ sao rồi? Bỏ chưa? Nhỏ nào? Nhỏ bộ con đó. Bỏ rồi. Bỏ rồi ha. Giờ này mà sao mà còn dám quen nữa. Ừ. Còn đứa con sao, tính sao? Làm gì có chuyện con cái ở đây gì Tư? Không có hả? Cái cô đó có giả bộ cô nói vậy để cho con có trách nhiệm phải bao chứ, bọc cho cổ. Trời ơi, thấy chưa? Con thấy nguy hiểm chưa? Trời ơi, đi mà tin một cái người mà nói dối mình, trong khi bỏ một người vợ mà yêu thương mình hết mực, như vậy là bậy hết sức à. Không biết lỗi rồi gì Tư. Ừ, đừng có lặp lại nữa nghe không? Dạ. Nhà còn ớt không?
cho xin trái ớt. Cái gì tôi tới đây là không phải ăn ủi vợ chồng con mà xin đồ hả? Không, cái mục đích chính là qua xin ớt, thấy con buồn sẵn ăn ủi luôn thôi. Thôi được rồi, chờ con chút. Ờ. Nói thiệt nha, ngày nào cũng qua xin đồ vợ chồng nó mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà thích, tự nhiên cảm thấy về nó ăn ngon hơn hay sao á. Trời ơi. Sao con, ớt đâu, ớt đâu? May quá, à? Nhà con hết ớt rồi. Nguyên cây mà sao mà? Con gà con hôm qua nó mổ hết, ăn sạch không còn cái nào hết trơn. Trời ơi, con gà này thiệt tình hư hỏng ghê không? Thôi được rồi, không sao, con đừng buồn. Con đừng có buồn, con đừng có ái nái nha. Dạ. Con đừng có ái nái, lương tâm cắn rứt vậy nó cũng không có tốt nha. Dạ. Không sao, không có ớt, không sao hết trơn, để dì Tư qua dì Hai xin nha. Ờ, đừng có buồn nha con nha. Ờ, đừng xin không phải dì Tư. Ờ, xin thôi. Ra chợ mua hả? Thôi, ở chợ người ta bón phân rồi gì mình đâu có ấy được. Ở hàng xóm mình là trồng là tự nhiên, phải không? Mình ăn cho nó bảo đảm nha con. Nha, dì Tư về nha, con đừng buồn. Đừng ái nái, lương tâm gì một trái ớt nha. Dạ. Dì Tư về nha con. Cảm ơn dì Tư nha. À, không có gì. Hương gì qua sinh đồ. Ê, ra đây. Ăn cắp đồ hả? Ra đây. Cô lại mà vô nhà tôi hả? Tại sao vô nhà mà không có chào chủ nhà đi ra đây, sao nhà muốn tính làm gì ăn cắp đồ phải không? Em nào? Em nè. Ủa? Sao nghe giọng em quen ta? Em nè mình ơi. Cái gì? Em là Cẩm Hương nè mình ơi. Em là bà xa anh đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao em tự nhiên trùm mặt kính mít vậy? Hả? Trời. Cái gì ghê vậy em? Biết người xưa kia gặp không ai, đau lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Ồ, vậy là sao? Anh chưa hiểu hả? Không. Biết người xưa kia. Nói được rồi, đừng có hát. Ý em muốn nói cái gì? Anh ơi, em xin lỗi anh. Ngồi xuống đây. Em ra không nói được rồi anh ơi. Tại sao? Tại sao? Tại anh anh giờ đó. Cái gì tại sao là tại anh? Thế nữa, tự nhiên đi gặp mấy đứa con gái trẻ trẻ làm gì? Em phải làm cho trẻ hơn tụi nó. Em đi sức tùm lum tùm la mặt em giờ nó mấy ngày rồi nè. Được rồi, anh nói rồi, cái chuyện cũ bỏ qua đi, anh biết lỗi rồi. Em sức kem trộn. Hả? Cái gì? Kem trộn. Em mua kem gì em trộn em ăn hả? Ăn kem trộn gì? Sức, em sức lên trên mặt cái ăn rồi nào. Trời đất ơi. Tùm lum á, nó hằng gì hầm lằn sáng câu kem trộn vô, kem sức lên bây giờ nó tùm lum anh ơi, bây giờ sao giờ anh ơi? Nát cái mặt em là chết em luôn á, rồi anh bỏ em rồi sao chồng ơi chồng. Biết người xưa. Thôi dẹp đi. Trời ơi, hát hoài. Để tìm cách là chửi cái mặt anh đi nè. Giờ sao? Nghe anh hỏi. Dạ. Mà em mua ba kem bậy bạ đó đâu vậy? Mua ngoài chợ á. Ngủ mắt lắm anh ơi. Ai bán cho em? Ai chợ? Giới thiệu? Bà Tám. Cái gì? Bà Tám Tàm mới nói ở chỗ này bán uy tín lắm. Nó có bảo hành cho mình luôn một hũ 7,000 chứ ít gì. Tám Tàm bà này đúng là ác thiệt. Hũ 7,000. Hết đường chỉ bay tầm bạ không? Bây giờ sao đây? Em hối hận quá, bây giờ sao đây mình ơi? Trời ơi, khổ ghê. Mà tại sao phải làm như vậy chứ? Đó con ơi. Dì Tư, đừng nhìn con, đừng nhìn con. Khỏi, mở mặt ra đi. Dì Tư biết con rồi, đứng ngoài kia là thấy là hiểu hết chuyện rồi. Dì Tư nghe lén sao? Ôi trời ơi, lộn gì à? Trời ơi, má ơi, trời ơi. Con ơi, dì Tư xin lỗi. Dì Tư? Không có, xin lỗi. Nó không sao mà, dì thấy mặt vợ con, dì làm dữ vậy. Hết hồn, tại đứng xa xa nhìn nó không có ghê, lại gần nhìn nó hết hồn chứ. Ờ, con ơi. Dì Tư là một hồn phận đó luôn á. Không, xin lỗi con, làm tổn thương con. Nhưng mà vậy nè, Tư là Tư giận con đó. Sao vậy Tư? Đã dạy con rồi đúng không? Là đừng bao giờ làm cái chuyện mà tối ngày mà cái lo cho nhan sắc của mình mà không có chú ý gì đến chồng con. Ha?
Rồi cứ gì đó nghe lời tám tàng làm tùm lum tiền mất tật mang, mà có đẹp hơn được gì đâu mà cũng không giữ được chồng luôn. Cô gắn cái bông mà cô không được nữa Tư. Trời ơi, trời. Mày gắn nguyên cái bụi bông lên đó coi còn không được nữa, chứ đừng nói một cái bông. Nè, dì Tư đã dạy con rồi, nó là một người phụ nữ muốn giữ người đàn ông cho mình á là mình phải lo từ cái bao tử con à, lo bữa cơm gia đình nè, chăm sóc sức khỏe cho chồng cho con, nó gia đình mới là hạnh phúc chứ, mà tối ngày ngồi soi gương rồi vẽ mặt rồi đi làm trắng đâu con. Đó. Biết rồi. Ủa vậy Tư có bí quyết gì không Tư? Sao không có bí quyết gì, Tư là ở đây nè. Trong này là bí quyết hả? Đúng vậy. Trời ơi, trong này là bí quyết. Thôi thôi, mở ra. Mở coi. Ủa đồ ăn mà. Ừ đúng rồi. Ủa đồ ăn mà. Đó. Ủa nhờ bí quyết này mà dì Tư giữ được chồng tới giờ đó con. Cà đi gà. À, ông Tư thấy hai đứa tụi bay giận hờn nhau chắc cũng đói bụng không có gì ăn, kêu đem qua đó xin đồ hoài nó cũng mắc cỡ chứ. Nghe không con, tập tành đi ở nhà chăm sóc chồng con nè, đúng không? Nấu cơm cho chồng con ăn ha, chồng con đi về làm mệt rồi thấy bữa cơm gia đình vậy nó cũng vui vui không con? Dạ đúng rồi. Ờ vậy ấm cúng đúng không? Thì Tư nói gì đúng á. Thôi mốt em biết lỗi rồi, mốt em sẽ ở nhà em nấu cơm, em nấu nước cho anh ăn, em chờ anh về anh ăn. Chứ em không có mua cơm hộp về cho anh ăn như heo nữa. Ở đây, trời ơi, còn nói cái chữ đem cái chữ heo vô làm gì đúng không? Chữ heo hoài. Đó, đó, bây giờ nói cho chồng con nghe nè, đàn ông yêu bắt đầu từ đâu? Con mắt. Kết thúc ở đâu? Bao tử. À, vậy thì bây giờ con phải giải quyết vấn đề là con mắt hay bao tử? Bao tử. À giỏi. Xin được cảm ơn những tràng cười rất thú vị của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Và bây giờ thưa quý vị, một nhạc phẩm rất vui nhộn dạt dào tình cảm sẽ tiếp tục chương trình chúng ta ngày hôm nay. Anh về tình đẹp quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương. Với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, Anh Vũ, Hồng Trang và vũ đoàn Phương Việt. Chủ quán ơi, tính tiền đi. Tư ơi, tính tiền con. Tớ tính tiền. Tính tiền. Tính luôn. Dạ, Tư. À dạ. Lãnh lương hả Tư? Tới tháng hả? Chưa? Kêu tính tiền nó không nghe mà kêu tính lương cái nó ra liền ha. Khách kêu tính tiền nãy giờ thì cô ra tính cho người ta đi. Ủa tính tiền hả gì Tư? Thiệt tình đi. Dạ. Dạ. Dạ anh chị hai tô 4 triệu. Trời đất ơi, trời ơi. Cái gì vậy mày? Mày khùng vừa phải thôi. Dạ, xin lỗi anh chị, hai tô 100.000 thôi. Dạ. Tại thằng mày nó khùng, nó tính vậy, nó khùng đứng chắc. Dạ. Dạ em có khùng mà em lùn. Lâu cái tạnh nhòe, tạnh nhòe. Ở đó mình trả theo nghe chưa? Dạ, dạ cảm ơn. Dẹp đây. Dạ. Thiệt tình luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày hại chết tao rồi. Trời ơi, có gì đâu mà chết. Trời ơi, lúc nào dì Tư đụng ra rồi chết, còn chết hoài à. Chết đâu phải là dễ đâu, muốn chết là khó lắm, chứ không phải là dễ đâu nha. Biết rồi, ý mày là có nhiều dạng chết lắm đúng không? Dạ. Tao cũng biết mà, nè, cha chết là phụ tử, mẹ chết là mẫu tử, chồng chết là phu tử, mà vợ chết là thê tử, mà đánh bầm dập chết là nhừ tử, đúng chưa? Chết trong chùa gọi là tự tử, chứ một cách lãng xẹt gọi là lãng tử, bị điện giật chết gọi là điện tử, bị chí rận cắn chết gọi là chí tử, đi ngênh ngang chết bị phan chết gọi là phan nghinh tử, đi ăn yến tiệc về đứng tè chết là tiểu yến tử. Mày nói một hồi là tao tự tử nha. Dạ, tính tiền dạ. Dạ nè mày đừng có đứng đó mà chạy, mày trả treo với tao nha, ráng làm hết ngày hôm nay đi con, rồi ngày mai dọn đồ đi về quê. Dạ 150. Dạ cho em xin đi chưa. Dạ, cảm ơn. Đi về quê. Về quê hả? Cảm ơn. Ủa, Tư ơi, dì Tư, dì Tư cho con về quê hả? Con vui lắm dì Tư ơi. Trời đất ơi, thấy chưa bà con thấy không? Tôi nói nó khùng mà không tin, tại sao tao đuổi mày về quê mà mày cười? Dạ, dì Tư biết không, thấy vậy chứ mà không phải vậy. Tao nói lát cười nhiều chứ hẳn đã vui. Chẳng qua là để chôn vùi nỗi đau. Nụ cười không giống như nhau, có khi lệ chảy mà lòng đau vẫn cười đó. Rồi, con cứ đứng đây cưng đau đi ha. Ha, rồi ngày mai về quê là đau tiếp cho con, dạ 50.000. Trời ơi, tao nói thiệt nha, tao không nể tình con Sáu á, là tao không có nhận mày đâu nha. Dạ cảm ơn. Tao nói thiệt á, khùng khỉa như mày á mà mày đặt á đi phụ bán quán, đi gom tiền về đi cưới vợ. Trời ơi, tao nói hả, đứa nào mà ưng mày á chắc nó cũng khùng ba trợn té giếng rồi đó. Dọn đồ ngày mai đi về quê.
có nhiêu đây tiền à, sao về quê cứ út làm vợ được? Ủa, mà mình có bao giờ tỏ tình với út đâu. Ở trên Sài Gòn này á, rộn ràng, nhộn nhịp thiệt á, nhưng mà thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Phải chi giờ này nè, từ tôi ở dưới quê, tôi dẫn út đi xem lễ hội Kỳ Yên nè, đi xem hát bội nè thì vui biết mấy. Mà nghĩ lại á, út đâu phải là cái người tham tiền mà phụ nghĩa đâu. Tại mình không nói ra thôi chứ bộ. Bây giờ á, nhất định lần ngày về quê phải nói ra thôi. Mình yêu út á. Mình sẽ về quê mình làm ruộng. Mình làm ruộng rồi mình gặp út một lần, mình nói lên tất cả những cái gì mà dồn nén trong lòng mình bấy lâu nay. Út ơi, tôi sẽ về quê với út và gặp út một lần. Út ơi, hãy chờ tư dốt. Út chờ tư nha. Tư về dốt đây, tôi không làm ở quán này nữa. Tư về dốt đây út ơi. Út ơi, út ơi, út ơi. Út ơi. Ý, ai hình như là của út có phải không? Dạ phải. Ủa, anh Tư, anh ở Sài Gòn mới về hả? Ừ, tôi mới về, lâu lâu về thăm quê vậy đó mà. Thiệt không đó? Và thăm người ở quê nữa. Người nào vậy cả? Người đó, tôi mắc cỡ quá à. Ai, anh nói đi. Tôi mắc cỡ nữa. Anh Tư nè, anh có nghe gì không? Déo vuông đôi chim chích chòe, là đà cành tre vang tiếng cú kêu. Bướm ong sải sưa nắng về, đậm đà đường quê tôi đi trên đê. Ngó qua cây đa mái đình, cười đùa vài cô thôn nữ xinh xinh. Chiếc mắt xanh son môi hữu tình, thẹn thùng nhìn tôi bỗng thấy thương tình. Quê mình xinh xinh, quê mình còn đây hay đã sang nhà. Mái tranh quả leo dễ dàng, người tình tôi ơi bỗng gian đây rồi. Sánh đuôi đi thăm xóm làng, họ hàng bà con cô bác anh em. Thấy em bên tôi rỡ ràng, thiệt thà hỏi thăm bao lâu tin vui vậy em hả? Một ngày hợp hôn tôi sẽ đưa tin. Chứ gắn công sang năm trung mùa, họ hàng mừng vui đám cưới đôi mình. Quê mình xinh xinh, quê mình xinh xinh. Ấm em sinh ra cháu hồng, nồi mừng ngoài vui vang tiếng tu qua. Mái trăng êm êm gió lòng, vợ hiền tôi ơi tiếng hát vui đời. Lâu quá mới gặp lại cô út. Út đã đẹp, nay càng đẹp hơn. Cái anh này lên Sài Gòn có một thời gian á, mà em thấy anh ngày càng dẻo miệng đó. Tư nói thiệt á, tư không có nói láo út đâu. Tư thề á, tư mà nói láo ha, cho ăn cháo bị gãy răng luôn á. Trời ơi, anh đã mớm rồi mà còn gãy răng hết, nhìn chắc là vui dữ ha. Tao nói đã móm, nói càng móm hơn. Ánh trăng đêm soi sáng làng, đình chùa hồi chuông vang tiếng ngân nga. Gái trai đêm vui tiếng đàn, hợp đoàn hòa ca bên cây guitar. Mấy cô trung niên lão bà, ngồi nhìn dần trăng thương nhớ xa xưa. Chứ mấy ông trung niên lão già, khề khà bên nhau cũng để say mềm. Quê mình xinh xinh, quê mình xinh xinh. Xóm vui âm vang tiếng cười, mặn nồng từng đêm mãi sáng chung lo. Bắp khoai đua hương rẫy cà, vàng đời thôn trang lúa chín trên đồng. Quê mình
quê mình xinh xinh. Cái gì ra ngồi tụm năm tụm ba nói xấu người này nói xấu người nọ, bữa hổm bị họp 4 lần rồi bà chưa sợ à? Nhất là bà đó, còn bà này nữa nha, làm gì mặt buồn, nói xấu chồng đã rồi buồn hả? Cái gì, chồng tôi chết lâu rồi ông? Thì đó, chồng bà chết mà ông để cho ông yên ổn, ngày nào ông lôi ra nói xấu là sao? Đây này, đây này nè, ông là ông đang nói xấu chồng tôi đó nha. Đúng rồi đó. Giờ cái này sao? Là có chuyện có quan trọng. Thôi được rồi, như chuyện là cái khu phố mình bất cứ có một cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đúng không? Mình mới giải quyết được. Làm sao mà gì mình... Răng. Mấy ông mấy bà tôi đang dán cái thông báo kia mà làm tôi tưởng nó trái nhà không à? Trời ơi, làm sao bình tĩnh được? Tin nhắn đi. Đây nè, tin nhắn này tôi đọc cho nghe nè. Bình tĩnh. Ông tin nhắn của ai? Bà nhớ. Bà nhớ. Ủa, mấy ông mấy bà cũng nhận được hả? Được. Người nào cũng nhận được hết trơn hả? Ngồi đọc cho nghe, ngồi xuống. Để tôi đọc cho nghe nè. Tôi là bà Ngân bị mất nhà mất cửa hết tất cả rồi, không còn gì nữa cả, cuộc đời bây giờ không còn gì nữa cả, quá đau khổ rồi. Cộng các bà ơi, ông làm ơn làm phước để ông nói tiếng địa phương mà ông nói nhanh quá, ai mà nghe cho được. Tôi nói thiệt với ông nha, bao nhiêu người dân Huế vô Sài Gòn này người ta sinh sống, người ta nói rõ ràng mồn một từng từ từng chữ luôn á, còn ông á, ông nói mà nhai lưỡi mấy trận luôn mà ông không sợ à? Nói chậm lại. Muộn chậm thì cọ chậm, muộn nhánh thì cọ nhánh, chậm nha. Chậm đi. Mất nhà mất cửa hết tất cả rồi, cạc ống cạc ba ơi. Thôi. Người ta chưa có bị mất nhà mất cửa ha, mà ông trù cho người ta bị mất á, ông hiểu không? Đúng rồi. Trời ơi, ông nhâm cái tin nhắn mà ông nhâm kiểu đó 3 năm sau ông chưa hết cái tin nữa, ông hiểu không? Thôi bà làm đi chăm. Đây biết hết rồi. Cái hoàn cảnh của bà Ngân á, ngồi đi, hoàn cảnh bà Ngân bây giờ rất là tội nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Tôi không muốn nhắc lại cái hoàn cảnh đó. Bây giờ là tại vì bệnh nan y. Mà thật sự luôn bị bệnh nan y mà, thật sự bị xiết nhà. Đâu có còn nhà gì vậy? Chị, đây này nè. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà nha. Bà làm lố lăng lắm. Bà thôi, thiêu mà không tỉnh. Có chỉ mà bà vẫn thiêu được, hay thiệt. Gấp quá. Kim một nơi, chỉ một nơi mà vẫn thiêu được. Tìm bao thấy chưa, bà Ngân bây giờ là bà xuống rồi, bây giờ vừa bệnh nan y mà không có nhà để ở. Đúng nữa. Rồi, Đức vậy chị có nghĩa là, hả? Trời ơi. Bà chết rồi. Khổ quá. Mấy vụ này dễ đi họp lắm. Dễ bị kiểm điểm lắm. Sao? Người ta sắp bị mất nhà thôi chứ người ta chưa chết mà mấy bà trù ha. Mấy bà nói này nói nọ, bây giờ mình phải tỉnh táo, thấy không? Ở xóm mình, ở khu phố mình có cái chuyện gì mấy người tụi mình phải họp lại để mà giúp đỡ cho bà. Chứ có rồi. Đâu mà rồi cây kim đi. Rủi quá. Bây giờ là phải đợi bà Ngân. Thật sự bây giờ nhắc tới bà Ngân. Xin lỗi mọi người. Xúc động quá, dạ xúc động quá. Xin lỗi mọi người có nói chuyện với nhau. Không nhận nha, bà này bà ngộ nha. Bà mỗi lần bà xúc động không có miếng nước mắt nào hết trơn. Chạy ngược luôn. Hết nước mắt á. Bà lố lăng. Bình tĩnh chị, cái gì cũng bình tĩnh. Cái gì vậy? Im lặng hết coi. Cái này xe hay là người vậy trời? Nửa xe nửa người. Là sao?
Ở trên đầu là xe mà dưới đít là người. Trời ơi, tôi là chị không mướn cái xe Abonang. Hả? Ngồi lên đây. À, cái Abonang là cái gì? Là xe cấp cứu đó, trời đất ơi. Đúng rồi. Ngồi lên quá. Ngồi lên đây chị. Khổ thân quá, nghèo khổ, đâu có tiền đâu mà mướn xe cấp cứu. Trời ơi. Tôi phải tự tôi lăn về đây đấy. Tôi chôm cái còi cấp cứu này xong rồi tôi tự đeo lên đầu, tôi tự lăn về đây. Thương quá. Tôi thấy cái tình cảnh của chị thương. Trời ơi, cái gì vậy? Ở đâu văng vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Hơi lố, để tôi tém lại chút. Thương. Trời ơi. Chú thương thôi, kiểu này 10 cái xương không còn chú ơi. Trời ơi, sao mà bèo dẻo giống nè. Sao giống cái bàn dữ vậy, tội quá. Thật hạt quá. Mặt thì họp vô, còn mà thì nhô ra. Cái miệng thì như con cà trê nữa. Ôi trời ơi trời. Ê ông Tả, ngồi con ta không còn là con người nữa nha ông. Nha. Nha. Sao vậy hả? Em chi rửa, cái chiều đi chiều chi rửa. Hâm lẹt là chi rửa. Là không có nhà đó. Trời ơi. Hôm lét là không có nhà vô gia cư đó, hiểu trời không? Trời ơi anh giỏi quá. Anh tôi đang có học ba. Trời ơi anh giỏi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Anh thương dạ, mà tôi quan tại sao hả? Tại sao mà ra nông nổi như vậy đây nè thầy? Đúng rồi. Nhìn bà tôi rớt nước mắt thầy. Sao vậy? Tại tôi thương xóm làng mình quá. Tôi thấy xóm mình sống khổ cực quá. Thế là tôi mới lấy căn nhà của tôi ra. Tôi thế chấp để tôi nghĩ là mình lấy được miếng đất to để mà xây biệt thự cho cái xóm này, cho mọi người. Thế mà cuối cùng anh lấy cái dự án đấy xong nó ngừng. Thế là tôi cứ trả tiền lãi mãi rồi bây giờ chết đứng ở đây. Trời ơi, vậy là không được ở biệt thự nữa rồi hả? Không rõ được biệt thự mà bây giờ cái nhà của tôi nó cũng mất luôn rồi. Trời ơi, tôi bây giờ là hoàn cảnh khó khăn lắm. Bây giờ có ai giúp tôi không? Thở. Đừng có khóc mà nè. Đây, chậm. Cái bà chậm á. Chậm phải ra cho đúng cái nghĩa của chậm. Chậm thì mày quơ quơ ở ngoài làm sao mà lao được nước mắt người ta. Thôi đừng chậm kiểu đây nó trôi. Hả? Nó trôi. Trôi, của chậm mà trôi gì? Trôi lông mi. Chậm nước mắt thôi mà trôi lông mi dữ dội. Không, đừng, tôi không cần chậm đâu. Để đây tôi. Chị đi đâu? Chị đi đâu? Tôi đi về nhà tôi. Nhà đâu? Còn để tôi về tôi ngắm cái nhà tôi lần cuối. Chị ơi, không ai lôi chị hết. Chị lôi mọi người theo chị đó. Vậy hả? Tôi thì có. Đứng yên để đây tôi tự xử được rồi. Bây giờ như vậy nè, bây giờ mà hoàn cảnh như vậy rồi con chị đâu hả? Hai đứa con chị đâu, mày đứa con đâu? Hai đứa con tôi nó đi nước ngoài hết rồi. Trời ơi, con ở nước ngoài hả? Con nước ngoài. Còn con nước ngoài sao chị không định cư bên đó với tụi nó? Đúng rồi. Tôi đâu có thể nào mà xa quê hương được, buồn lắm. Tôi không có qua bên đấy được đâu. Cho tôi thở, nhắc con nhớ có thôi, cái này còn hơn tra tấn rồi, cất đi ông nội ơi. Nó ở nước nào? Ở tiểu bang nào mà nước nào? Nó ở Sabalikhet. Sabalikhet. Tôi cũng rành. Cái đó là cái bánh gì chị? Cái tiểu bang. Cái gì mà khét là sao? Ngay như chảy nữa. Khét đấy. Ủa lạ nghe. Tôi là tôi cũng rành thế giới lắm à. Nha. Thí dụ như là mấy cái tiểu bang ở Mỹ là tôi biết, là thí dụ như là California nè, New York nè, Boston nè, Houston nè, Seattle nè, Texas nè. Mà tôi không có tôi không có nghe cái gì khét cái tiểu bang sao mà khét gì nó ở nước nào hả? Thì ở nước nào?
Thì nước nào là nước nào? Nào? Thì nước nào? Nước trời, nào? Bà này bà dầm lân, cái nước nào là nước nào? Ý hỏi là cái nước nào? Là nước Lào đó. Nghe nước nào đây? Là nước Lào đó. Đúng rồi. Là nước Lào rồi đó. Lào đúng không? Xa lít Lào. Trời ơi. Xa lít Lào đó. Ủa? Nó ở nước Lào hả? Ờ, ở nước nào, đúng rồi. Ăn lờ á. Ờ, nói không có được. Ăn lờ cao đó. Ờ. Quá. Ấy, bởi bây giờ chúng nó ở bên đấy, nhưng mà chúng nó thu nhập cuộc sống nó cũng khó khăn lắm, nó đâu có đỡ đần được tôi đâu. Thời. Mà bây giờ cái nhà của tôi đây, giấy tờ nhà đây, đấy. Sao? Lãi suất nó cao thế này đây, bây giờ tôi không có khả năng chi trả, chắc tôi chết quá. Thương, 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 ôi trời ơi, đi thương chị. Chú cứ thương kiểu này, 10 cái xương ông còn giật hết cả mình. Sao giấy tờ, giấy tờ nhà nè. Giấy tờ nhà đó. Chị ôi trời ơi, giấy phép mà. Giấy phạt mà còn ngấn hàng. Trời ơi. Bà ơi, vậy là bà còn ở được 2 tuần nữa là bà đi. Trời ơi, vậy phạt bà còn ngấn hàng, họ thống bào cho dưới đi nè. Còn một tuần nữa là ba ngấn phải ra khỏi á. Nhà ra lại đây, tụi tôi động được hết rồi đó. Ông ngâm xong có câu, tôi động hết câu rồi. Ông này ông ngộ nghe, thiệt á. Giờ tôi không xác định được cái giới tính của ông, tôi nói thiệt á. Bởi vậy nguyên cái khu phố nói ông à, xác cậu hồn cô là phải. Em nói cho mà nghe nè, ta đọc kịp phạt mày ngấn hàng á, đọc thì nó không xúc động, phải ngấm thứ như rồi ông bị xúc động chứ. Tránh ra, tránh ra, để tôi đi. Đi đâu? Bình tĩnh, chị ơi. Tôi nhìn lại căn nhà của tôi, căn nhà ngoại ô. Thôi, bây giờ nó là căn nhà dĩ vãng rồi. Thôi mà tôi còn nhìn được, cho tôi nhìn cái. Thôi, thôi mà, thôi. Chị nhìn vậy chị đau lòng lắm, chứ bây giờ chị ngồi đây đi. Ngồi đây. Trời ơi. Ngồi đây, ngồi đến ghế. Bà lôi người ta đi không? À, bà lôi người ta đi không à? Ngộ ghê vậy đó hả? Bây giờ làm sao mấy chú vậy giúp tôi cách Lào đây? Phải có cách Lào không? Sao? Bây giờ là thực sự cái tôi cảm thấy chưa? Đã rồi. Khóc không có giải quyết được cái gì hết trơn rồi. Khóc giống như trù cho người ta mau chết thêm đó. Đúng không? À. Bây giờ nè, qua đây. Họp. Họp hả? Trời ơi, họp. Qua đây. Rồi chị ngồi nghỉ ngơi. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Dạ ơi. Chị phải bình tĩnh. Đúng rồi. Chị ngồi đây chị nghỉ ngơi. Để cho ơi đi. Làm gì mà bà chết liền á. Quá trời ơi là trời. Họp cái gì? Bây giờ họp cái gì? Đúng rồi. Rồi. Hợp. Vừa phải thôi, vừa khí khí thôi. Ông bà qua đây. Bây giờ vậy. Khu phố mình phải lá lành, đùm lá rách, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà lỡ lá rách thì phải đùm lá nát. Đúng rồi. Nè, mình phải giúp đỡ cho chị. Phải giúp. Chị. Phải giúp. Chị ngồi đây. Chị ngồi đây. Đừng. Chị bình tĩnh. Đừng. Cho tôi nghe nén tí đi. Không. Chị ngồi đây. Có cách giải quyết hết. Bình tĩnh. Đừng chị. Tự xử đi. Vậy vậy nè, cái điều trước tiên á là mình phải hốt bả quăng vô bệnh viện. Đúng. Là chăm sóc sức khỏe cho bả trước. Đúng. Rồi sau đó mình sẽ kêu gọi người ta ủng hộ. Mỗi một người chỉ cần 1,000 thôi, cả đúng. Nước này cũng là mấy tỷ. Hiểu không? Bây giờ cả nước mấy tỷ hả? Ơi, tốt quá, còn cái gì bằng nữa giúp cho tôi với. Được. Cả khu phố sẽ giúp cho chị. Bây giờ chị phải vô bệnh viện. Hốt bả đi bệnh viện. Nhanh lên. Trời ơi, dạ, quý quá. Dạ, trời ơi, đâu có gì đâu chị. Có tấm lòng là được rồi. Đó, mình làm phước đi. Đó, mình làm phước, mình giúp người. Cái mai mốt mình có xa cơ, lỡ giận gì đó, cái người khác giúp lại mình. Dạ chị, dạ. Sao chị? 500,000 hả chị? Dạ, ghi vô liền. Dạ, 500, dạ sao? Hả? 5,000 Việt Nam đồng. Dạ đâu có sao. Dạ tấm lòng mà, mình có nhiêu mình ủng hộ nhiêu với chị. Dạ
Dạ, Nguyễn Thị Tẹt, 5.000 Việt Nam đồng. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chị nghe. Rồi số nhà 17/2. Dạ rồi, đường Hùng Hồn. Rồi rồi rồi. Rồi chị, rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ chị nha, nhớ nha, có bạn bè gì á chị kể nha, kể giúp đỡ cho bả. Giờ bả tội lắm, giờ bả tiều tụy lắm. Dạ sao? Dạ, cảm ơn chị. Rồi, rồi, vinh danh chị chứ. Dạ, ai ủng hộ là vinh danh hết á. Dạ. Đọc lên hả? Đọc lên giữa khu phố hả? Dạ, rồi. Dạ, chào chị. Dạ. 5.000 mà kêu họp khu phố lại, rồi vinh danh bà. Cũng ông không chứ ai. Nói nhiều, cái tập của ông không á, người ta đã 500 rồi, thì ông ghi đại vô tờ giấy đi, về một cái đi. Nói nhiều chị một hồi tụt xuống 5.000 luôn à. Đúng 500 rồi đó. 500 là tôi đưa ra đó, bà ơi bà. Hả? Lúc đầu tôi giả bộ tôi nói 500 hả chị, là tôi đưa cái giá. Là ông gài đó hả? Tôi gài. Rồi bà nói 5.000. Hiểu không? Thiệt luôn. Chồng bà còn kêu đưa 2.000 nữa kìa. Trời. Chồng bà kêu đưa 2.000, bà nói làm gì đưa 2.000. Hai vợ chồng gây lộn tưng bừng 3 ngày mới chịu là thống nhất là 5.000. Trời ơi, ủng hộ gì có 5.000 à. Bà ủng hộ có 1.000 kìa. Thì tôi ủng hộ, tôi nói tôi ủng hộ liền. Ông nói 1.000 thì tôi ủng hộ 1.000 liền. Tôi nói cái ý, người ta nói cái ý, mỗi một người 1.000, cả nước này hùng lại cũng được mấy tỷ. Được. Cái đó là ý thôi. Ai mà đi ủng hộ mà từ thiện mà có 1.000 đồng Việt Nam đồng. Trời ơi, bà làm ơn, bà làm ơn. Bà mai giá, bà thiêu thùa, bà làm ơn, bà canh cái tọa độ giùm tôi. Trời ơi, bà cứ chăm cho trong mặt tôi như xăm mứt gừng hoài à. Ê, chị đó, trời ơi, chết cha. Sao vậy, sao bữa nay sao tiêu tỷ hơn vậy chị? Hả chị thấy trong người chị làm sao? Hả? Ôi, chết rồi. Mấy anh, mấy chú, mấy cô đưa tôi vô trong bệnh viện. Dạ. Sao? Tôi nằm trong đó tôi đâu có ngủ được đâu. Sao vậy? Cứ suy nghĩ chăn trở, trằn trọc, băn khoăn mà bây giờ mắt nó hốc hơn nữa. Trời đất ơi. Quá, quá. Quá đấy, khổ lắm. Mà không biết bây giờ tình hình ở đây quyên góp được như thế nào rồi. Chị yên tâm đi. Thế nào cũng quyên góp được đầy đủ tiền để chị lấy căn nhà của chị lại. Đúng rồi. Đây nè, mới có người mở hàng ngày hôm nay, bà này bà vui vẻ lắm. Bà ủng hộ 5.000 luôn. Cái gì? Trời ơi, con chỉ kìa, nghe cái tích vui quá. Vui, thấy bà vui vậy mình cũng vui. Dạ. Hả? Trời ơi, hạnh phúc còn gì bằng. Dạ. Họ ủng hộ tới 5.000 đô la. Trời ơi, tôi cảm ơn. 5.000 Việt Nam đồng. Dạ. Giọng cao quá vậy, sao giọng cao vậy chị? Chị đang bệnh mà. Sao bỗng nhiên giọng cao vậy? Xúc động quá, xúc động nghe 5.000. Đúng mà rồi. Tôi thương các chú các cô. Dạ. Lo vất vả cho tôi cả ngày được 5.000 đồng Việt Nam. Tôi xúc động nè, quá. Chị yên tâm đi, rồi từ từ sẽ có nhiều hơn mà. Đừng yên tâm, yên tâm. Đừng. Nè, mình á, mình tích tiểu thành đa. Dạ đúng rồi. Không biết chị hiểu không ta? Không. Mình à, mình tích nước tiểu hả? Đấy, không phải. Trời đất ơi. Có nghĩa là mình là mình quyên góp á, nhỏ thành cái lớn. Mỗi một người 5.000, 10.000, 20.000 mà cả nước này mà ủng hộ cho chị là phải mấy tỷ. Đúng rồi đó chị. Cả nước này ủng hộ cho tôi, trời ơi. Mắt sáng quá. Bình mà nghe tiền, mắt sáng dữ dội. Vui không? Vui. Nè, mấy hôm rồi tụi tôi quyên góp là cũng được cái được giá, bao nhiêu rồi? Cái giá được. Trị nó cũng bằng cái hàng rào nhà chị rồi đó. Sắp rồi. Sao giọng cao nữa vậy chị? Tôi nói sao mà mới có cái hàng rào thế à? Chị đang bệnh mà chị. Giọng hơi chua, giọng này mà dân gian người ta gọi là bực mình nè, phải không chị? Tôi vui, trong lòng vui, được tới cái hàng rào rồi nên tôi vui. Nói nghe nè, chị phải cảm ơn mấy bà này nha. Coi vậy chứ mấy bà thương chị lắm. Chị mà có chuyện một cái nha, mấy bà tội nghiệp lắm. Ăn không yên, ngủ không ngon. Tôi biết chứ. Cái công việc bà hàng ngày là phải thêu thùa. Đúng rồi. Thế mà bây giờ phải tập trung lo cho tôi này. Tóc dựng cứ như con nhím di động, tôi thương lắm.
hai tóc này giống nhau hả chị? Tiết Kiều, Tiết Dân này chị. Nhưng mà cái tóc tôi là vì lo âu buồn rầu cái nhà. Bà này thì bà đi lo tiền cho tôi nên tôi xúc động quá. Còn chị nữa, ôi dồi ôi, lo cho tôi mà hôm nay người vàng cứ như nghệ. Dạ dạ, không, áo em nó màu vàng. Áo hả? Dạ. Thì cứ vàng là nói ra cái áo bây giờ thấy bên này mặc màu tím Huế. Đẹp quá đi ạ. Từ hôm mất cái nhà tới nơi giờ làm gì có quần áo mà mặc. Cô Tám cô cho đấy. Ủa khu phố mình đâu có ai là cô Tám ta? Cô Tám thì cái cô Tám gì mà cứ ngân nga hả? Xác cậu hồn cô. Xác cậu hồn cô. Nhắc tới ổng mới nhớ ổng cũng tội lắm đó. Tôi giao nhiệm vụ là đi quyên góp đi xa để mà quyên góp đó. Chi nãy giờ không thấy ông ở đây. Nhưng mà chị yên tâm, sắp rồi. Đó, tung tin hết cái chuyện của chị là tung tin lên báo hết để mà cho cả coi như là ai cũng biết để mà giúp đỡ chị. Chị yên tâm hả? Đã ảnh đã nói có lên báo là lên báo à. Đó báo gì? Đâu? Báo đâu? Đó. Báo này được hả? Được treo lên đây đó hả? Trời ơi, đưa cái hình của tôi thời nào đây mà mặt ngu nghênh thế. Đâu có, kiếm cái hình chị không ra mà lấy hình con gái chị, con Nguyễn Cát nè. Báo là báo gì đây? Hả? Báo gì mà kỳ vậy? Báo nè bà nội. Báo? Báo tường chứ báo gì? Chỉ là báo tường thôi hả? Thánh thần thiên địa ơi, chứ bà tưởng tôi đưa lên báo gì? Báo trời ơi, sao không nói là lên báo cho nó mặn người ta, người ta ủng hộ cho nhiều. Ông nói là lên báo cho nó hoành tráng, cho cả nước ủng hộ, mà tự nhiên ông lên cái báo chuyện có sớm mình biết. Dạ như là mình phải giật tít lên thôi, ông hiểu không? Phải tít giật gân lên. Mà là model tạm số biệt, chụp hình từ sướng đi. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn kỹ ông Tám. Cái giọng ông lộ luôn Tám. Giờ này không còn là ông Tám nữa. Giờ ông lộ luôn là cô Tám. Chết cha. Trời ơi, xong tự nhiên ông lộ ra luôn vậy ông Tám. Vì chuyện lớn, nếu tôi phải hy sinh cái giới tính của tôi để trà trộn vào một hán hùng miền sỏi, là tìm được một cái sự thật. Một sự thật là bàn ân bà quá đáng quá. Bà không muốn làm dự án dự đô gì hết cả. Mọi người biết bà làm cái gì không? Bà làm gì? Chơi lô đề rồi muốn bất động sản. Lô mắc nợ ngân hàng. Thôi đi, có khả năng để trả. Bây giờ hả, bà đi lừa đảo tất cả mọi người để bà kiếm tiền. Tôi ngờ của người của bà là tát tề như rửa. Thôi đi ông ấy, cô ấy, cô mới là cái người mà kinh khủng ấy. Cô giả bộ, cô nói là tôi vì truy tìm tôi này nên cô phải hy sinh này, gọi là cô là vì tôi mà cô công khai giới tính. Thứ gì đâu mà nè, cái bụng to hơn cái thân à. Nè, tôi nói cho bà nghe này, lúc thì cô, lúc thì ông, bà đừng có nói như rửa. Đừng có mồm năm miệng mười. Tôi này, tôi khổ dễ sợ lắm. Tôi bị khổ nhục kế và tôi bắt được một cái thông tin và tôi thu được trong điện thoại này. Mọi người lắng nghe cuộc trao đổi giữa bà Ngân và một tin nhắn hồi cho bên nàng lại. Anh làm ơn cho tôi tí thời gian nữa đi. Đợi tôi lấy tiền được của mấy người trong xóm ngã tư này rồi, tôi sẽ chuyển cho anh. Nè, tôi giao hẹn cho bà ha, trong vòng một tuần á, bà phải trả cho tôi á đầy đủ cái số tiền mà bà đã thua nợ cờ bạc và bà đã dây nóng. Nghe không? Nếu bà không trả đủ ha, tôi không dám chắc á, tính mạng bà sẽ được bảo đảm và cả gia đình bà nữa nghe. Biết rồi, thôi để từ từ tôi tính. Từ sáng giờ mấy ngày nay trong xóm người ta huy động cũng được mớ tiền rồi, cũng được nửa cái nhà này rồi. Thôi có gì anh làm ơn anh đợi tôi tí cho chỗ, tôi còn phải làm nhiều trò nhiều chiêu thì người ta mới lo tiền được cho tôi chứ. Lẹ đi, đừng có chờ lâu đâu. Dạ. Ê, là sao? Hả? Nào, giờ tôi bù đầu bù cổ tôi giúp đỡ bà mà. Ở đây là sao? Bình tĩnh. Tôi tưởng bà không? Tôi tưởng là bà lấy nhà bà này, bà cầm bà lấy tiền bà giúp đỡ quân phố. Bà sao bà tưởng bà ngồi tôi không giữ bà được hả? Bà tưởng bà ngồi tôi không giữ bà được hả? Bà làm như là sao? Bình tĩnh. Bà hết sức bình tĩnh, chị hiểu chưa? Bình tĩnh, để cho tôi. Bà nghĩ sao vậy hả? Bà nghĩ sao? Bà lấy tiền của tụi tôi rồi bà nói bà hy sinh vì tụi tôi. Bà vừa phải thôi chứ. Thôi. Cái gì nó cũng có giới hạn thôi nha chưa?
bây giờ chứng cỡ rõ ranh ranh như thế này rồi. Bà nói chi, tất cả các người xóm này ai cũng yêu thương bà, coi bà là thần tượng, là idol. Mà bây giờ bà lừa đảo, bà phù lòng mọi người chứ rửa, thì bây giờ phải làm sao? Cho bây giờ cho tôi nói một chữ, mọi chuyện này là một chữ thôi. Náo. Náo cái gì mà náo? Náo. Náo cái gì mà náo? Láo đó, láo đó. Là láo đó. Là láo đó. Là láo đó.